Thiên Đạo Đồ Thư Quán Trương Huyền. Chương 721, Đại Náo Hiên Viên Vương Quốc Hạ 1. Không đạt được chí tôn đỉnh phong, tùy tiện qua, chính là đâm đầu vào chỗ chết. Mạc Vũ sốt ruột hô lên một tiếng, nói được phân nửa, lúc này nàng mới phản ứng được, đồng tử co lại, môi run rẩy. Ngươi nói cái gì, đã đạt được. 4 ngày trước, người này trước khi bế quan, vẫn chỉ là tông sư đỉnh phong. Ngày hôm nay hắn tự nhiên nói với nàng đã đạt đến chí tôn đỉnh phong. Đây chính là chí tôn, không biết bao nhiêu người bị vây khốn ở tại chỗ, cho tới cuối đời, vẫn không có cách nào thăng cấp. 4 ngày ngắn ngủi. Có cần khoa trương như vậy hay không? Ngươi ăn gì, mạnh như vậy? Trong lòng nàng chấn động kinh ngạc, vội vàng nhìn lại. Quả nhiên nàng cảm nhận được khí tức trên người đối phương, như sóng như nước thủy triều, sâu không lường được. Cho dù thực lực của nàng vừa đột phá tông sư, đứng ở phía trước, cũng giống như châu chấu ở trước mặt cùng sông đào, hoàn toàn không có chút năng lực chống đỡ. Thực sự là chí tôn đỉnh phong. Mạc Vũ nở người ra. Đây rốt cuộc là một quái vật thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy ngày trước, nói muốn báo thù, mình nói cho đối phương biết, phải đạt được chí tôn đỉnh phong mới có cơ hội và hy vọng. Nói như vậy, là muốn cho hắn biết khó mà lui, tạm thời không cần nhớ tới loại chuyện không phù hợp thực tế này. Vốn tưởng rằng hắn sẽ ngừng cuộc chiến, an tâm đi tham gia thi đấu danh sư. Ai biết, nói đột phá liền đột phá. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, lại từ tông sư đỉnh phong đạt được chí tôn đỉnh phong. Cái gọi là bình chướng tu luyện, giống như không tồn tại, thăng cấp cũng dễ dàng giống như ăn cơm, uống nước. Còn là người sao? Có phải nói nửa bước hóa phàm mới có khả năng báo thù, người cũng sẽ thuận tiện đột phá một chút hay không? Nàng là thiên tài luôn luôn cao ngạo vô cùng, ở trước mặt đối phương, nhìn thế nào cũng không khác gì so với phế vật. Cho dù thiên tài tuyệt thế Mạc Hoàng Nhất, vừa so sánh với hắn, cũng gì cũng không tính. Thảo nào ngày đó thời điểm nói chí tôn đỉnh phong, đám người Triệu Nhã xem thường, cảm thấy chỉ cần lão sư làm, khẳng định có thể thành công. Bây giờ mới biết, căn bản không có khoa trương, thậm chí càng hung tàn hơn. Chờ ta một chút, ta cũng qua. Sắc mặt nàng lúc trắng lúc xanh, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện người thanh niên đã đi xa, nàng vội vàng đuổi theo. Thực lực nàng quá kém, vẫn nên cùng Triệu Nhã các nàng, đợi ở chỗ này. Dừng bước, Trương Huyền khoát tay. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Mạc Vũ tiến bước rất nhanh, đã thành công đột phá đến tông sư cảnh, nhưng đi Hiên Viên Vương Thành ở trên đại điển đăng cơ gây sự, thực lực rõ ràng không đủ. Lần này qua đó, sợ rằng tránh không được một lần tinh phong huyết vũ. Hắn tự bảo vệ mình không thành vấn đề, còn muốn bảo vệ một người nữa, lại khó khăn. Ta là danh sư chính thức của danh sư đường, còn là công chúa của Thiên Vũ Vương Quốc. Chỉ cần không động thủ, chỉ ở một bên quan sát, sẽ không ai dám làm gì ta. Mạc Vũ vội vàng nói. Dựa theo thời gian chung đụng lâu dài, trong lòng nàng đối với người thanh niên trước mắt này, phát sinh một loại cảm giác khó hiểu, không thể vứt bỏ. Lần này đi nguy cơ trùng trùng, nàng cũng muốn đi cùng. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cũng có thể chiếu cố một chút. Tốt lắm, đến lúc đó nàng ở trên lưng của thiết sỉ khiếu thiên thú không nên xuống. Một khi gặp phải nguy hiểm, trực tiếp rời đi. Nhìn thấy được trên mặt đối phương lộ ra vẻ lo lắng, Trương Huyền có chút do dự, cuối cùng gật đầu. Giúp lộ trùng báo thù là chuyện người làm lão sư như hắn nên đi làm, không có quan hệ gì với nàng, không thể để cho nàng bị liên lụy. Được. Biết đây là điểm mấu chốt của đối phương, Mạc Vũ lộ ra vẻ cảm kích, gật đầu đáp ứng. Đi tới trong viện, hắn khẽ huýt sáo một tiếng, khiếu thiên thú gào thét bay tới. Nuốt máu linh thú, lại thêm sử dụng phương pháp Trương Huyền ban cho. Thời gian mặc dù không dài, man thú này lại có đột phá, đạt tới chí tôn trung kỳ. Thực lực như vậy, so với con kim lân thú kia của Thái tử Đinh Mục, cũng không kém chút nào. Thú đường cách Vương Thành không xa, thời gian không lâu, bọn họ lại đi đến bên trong thành. Hôm nay là đại điển đăng cơ của Đinh Mục Thái tử, cả nước cùng vui mừng. Có một quốc vương bệ hạ thiên tài như vậy, xem ra Hiên Viên Vương quốc chúng ta lại sắp một lần nữa mở mày mở mặt. Đúng vậy. Thái tử năm nay mới 32 tuổi, cũng đã là trận pháp sư tam tinh, cường giả chí tôn hậu kỳ, danh tiếng vang xa. Mới 30 tuổi là cường giả chí tôn, toàn bộ lịch sử Hiên Viên Vương quốc nhiều năm như vậy, cũng chưa từng xuất hiện qua mấy vị. Lấy thiên tư của hắn, không cần tới 10 năm, có lẽ có hy vọng có thể đạt được chí tôn đỉnh phong, trùng kích nửa bước hóa phàm.
Đinh Mục Điện Hạ vẫn là thần tượng của ta, mục tiêu ta muốn phấn đấu. Nghe nói đại điển đăng cơ hôm nay, sẽ tiến hành ở Đài Tế Thiên trước mặt mọi người. Ta nhất định phải đi qua xem một chút. Ta cũng đi, chờ một chút. Đi ở trên đường phố rộng rãi của Hiên Viên Vương Thành, xung quanh tiếng bàn luận không dứt. Đại điển kế vị của Đinh Mục Thái Tử, còn chưa bắt đầu, dư luận đã xôn xao, thành thế lớn người người đều biết. Giỏi tính toán. Sắc mặt Trương Huyền càng thâm trầm. Hắn còn chưa xuất hiện, có khả năng khiến cho đối phương không chịu được, cố ý khiến chuyện này ầm ĩ lớn, dụ dỗ mình hiện thân. Lúc này Đài Tế Thiên, khẳng định bố trí xong thiên la địa võng từ lâu. Nếu quả thật muốn động thủ, sợ rằng đối phương lại thật sự dám điều động toàn bộ binh lực của vương quốc, lập tức bao vây giết chết. Chỉ có điều, cho dù thiên la địa võng lại như thế nào, dám giết hắn, vậy sẽ phải chuẩn bị tiếp nhận sự trả thù điên cuồng nhất. Ánh mắt hắn nghiêm trọng, một lần nữa bước lên lưng khiếu thiên thú, bay về phía phương hướng Đài Tế Thiên. Chương 722, Đại Náo Hiên Viên Vương Quốc Hạ 2. Hiên Viên Vương Thành, Thanh Diệp Lâu. Đây là trung tâm lưu thông tin tức lớn nhất trong cả Hiên Viên Vương Quốc. Mỗi ngày người từng tới mua, bán ra tin tức, nối liền không dứt. Thậm chí so với một ít phường thị cực lớn cũng muốn náo nhiệt hơn. Ở chỗ này, người có thể mua được tất cả tình hình muốn biết, cũng có thể bán ra tin tức độc nhất vô nhị biết được. Thanh Diệp Lâu sẽ căn cứ vào những tin tức nắm giữ, tập trung thành sách, thậm chí làm ra xếp hạng. Sách Thanh Diệp đặt ra, truyền tiếng vang trong vương quốc. Tuyệt đối không phải là không có lửa mà có khói. Theo như lời Phong Đường chủ trước đó, xếp hạng vật phẩm man thú thích nhất, tuy là do không ít thuần thú sư lén xếp thứ hạng, nhưng cũng có bóng dáng của bọn họ ở bên trong. Nếu như Hiên Viên Vương quốc không có thế lực cực lớn có 102 này, trợ giúp, tin tức không có khả năng truyền lại nhanh như vậy. Không chỉ những điều này, trong đó cũng tiến hành xếp thứ hạng đối với rất nhiều cường giả bên trong vương quốc. Thậm chí đặc biệt làm ra một thanh diệp bảng, và thanh diệp tài tuấn bảng. Cái gọi là thanh diệp bảng, là chỉ xếp thứ hạng những người mạnh nhất trong phạm vi của vương quốc. Chỉ có chân chính đứng ở đỉnh phong nhất, mới có tư cách tiến vào trong đó. Lạc Thiên Hồng, đường chủ danh sư đường, cảnh giới nửa bước hóa phàm cũng chỉ ở đứng hàng thứ 3 trên bảng danh sách. Về phần tài tuấn bảng, lại ghi chép những người trẻ tuổi tài tuấn nổi danh nhất trong phạm vi vương quốc. Trong đó, Thái tử Đinh Mục thình lình ở đầu bảng. Lâu chủ, tài tuấn bảng vì sao phải xếp Thái tử Điện Hạ ở đầu bảng? Thực lực của hắn chỉ có chí tôn hậu kỳ, Lăng Lạc Dạ xếp hạng thứ 2, rõ ràng đã đạt được đỉnh phong. Trong một gian phòng ở tầng cao nhất của Thanh Diệp Lâu, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Nói chính là một lão già áo xám, nhìn bảng danh sách trên mặt bàn, có chút không giải thích được. Trưởng lão, Liêu Thanh Huấn. Mà đối diện hắn chính là một lão nhân mặc trang phục màu trắng, trán nhô cao, râu tóc trắng toát, hai mắt trầm ổn sáng như điện. Vừa nhìn đã biết là người nắm giữ năng lực quan sát hơn người và tư duy nhìn xa trông rộng. Lâu chủ, Đới Phong. Tài tuấn bảng dựa theo thực lực xếp thứ hạng. Lăng Lạc Dạ tuy rằng tu vi mạnh hơn so với Thái tử, nhưng chiến đấu thật sự, sợ rằng người sau muốn càng tốt hơn. Đới Phong lâu chủ cười nói. À, Liêu Thanh Huấn trưởng lão không tin. Ta giải thích cho ngươi nghe, ngươi liền hiểu. Thấy bộ dáng này của hắn, Đới Phong lâu chủ tiện tay cầm chén trà trên mặt bàn lên, khẽ thổi lá trà bồng bềnh phía trên, nói. Lăng Lạc Dạ trẻ tuổi tài tuấn, 34 tuổi lại đạt được chí tôn đỉnh phong, thực lực vượt qua người bình thường. Nhưng, tu vi tiến bước nhanh, cũng sẽ tồn tại đủ loại vấn đề. Đầu tiên, công pháp hắn tu luyện là ba huyền công. Công pháp thuộc tính thủy, lực công kích chưa đủ. Thứ hai, võ kỹ mạnh nhất Hàn Thủy Diêu, cũng tương đối mềm yếu, trong cùng cấp bậc chỉ có thể được cho trung bình. Thái tử Đinh Mục, nói mấy ngày nữa ngươi sẽ biết. Đầu tiên, chuyện vương thất bao vây tiêu diệt một con linh thú trọng thương, nói vậy không phải là tin tức gì mới. Lúc đó nhận được không ít máu linh thú. Linh huyết dưỡng thể quyết của vương thất, uy lực vô song, đã sớm rèn luyện thân thể hắn cường đại không gì sánh được. Thứ hai, công pháp tu luyện chân hùng cương kình, khí phách vô song, vô cùng cường đại. Hơn nữa hắn lấy thiên liệt quyền nổi tiếng bạo lực, đừng nói cùng cấp bậc không có đối thủ, cho dù khiêu chiến vượt cấp, cũng vô cùng đơn giản. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là một điểm cuối cùng. Thân là trận pháp sư tam tinh, trên người có ít nhất 7-8 trận bàn cấp bậc tam tinh. Tất cả ném ra, cường giả hóa phàm nếu muốn giết hắn cũng khó khăn, huống gì chí tôn đỉnh phong. Cho nên,
xếp hắn ở thứ hạng đứng đầu, hoàn toàn xứng đáng. Nói xong Đới Phong lâu chủ cười khanh khách nhìn qua. Thế nào, hiện tại ngươi vẫn cảm thấy Lăng Lạc Dạ có thể chiến thắng sao? Không thể. Liêu Thanh Huấn trưởng lão gật đầu. Công pháp cường đại như vậy, thiên phú, lại thêm rất nhiều thủ đoạn, vị thái tử đinh mục này, tuy chỉ có chí tôn hậu kỳ, lực chiến đấu thật sự, lại ngay cả chí tôn đỉnh phong cũng không muốn đắc tội. Đúng vậy, cũng bởi vì những điều này, xếp hắn ở vị trí đứng đầu tài tuấn bảng, không có gì đáng trách. Đừng nói Lăng Lạc Dạ, bên trong Hiên Viên Vương quốc, trước 500 năm, sau 500 năm, muốn có người bằng chừng ấy tuổi lại thắng được hắn, sợ rằng cũng không có. Đới Phong lâu chủ cười nói. Đúng vậy, Đinh Mục Thái tử thực sự là tài ba kinh người, thiên phú vô song. Liêu Thanh Huấn trưởng lão đầy xúc động. Lập tức phải đổi cách xưng hô, phải gọi là Đinh Mục bệ hạ. Thái tử dĩ nhiên là cách gọi của quá khứ. Đới Phong lâu chủ khuyên can. Ừ, là bệ hạ, thảo nào bên ngoài đều đang lưu truyền, có một thiên tài như vậy lãnh đạo Hiên Viên Vương quốc chúng ta, thực lực của một nước chắc chắn cường thịnh lên. Trong vương quốc phong hào, lại không người nào dám sỉ nhục. Hiện tại xem ra, quả nhiên là như thế. Nhớ tới lời nói lưu truyền bên ngoài, Liêu Thanh Huấn nói. Thực lực của một nước mạnh hay yếu, thực lực chỉnh thể là một phương diện. Quan trọng hơn chính là tính tình và thái độ của người lãnh đạo. Người lãnh đạo thiên tài, cường thế, thực lực của một nước khẳng định cũng sẽ lại cường đại. Đúng vậy, hắn kế vị, nếu so với lão quốc vương Đinh Sùng, lại mạnh hơn nhiều. Chí ít đối với các quốc gia xung quanh, đều có trấn áp cực lớn. Vô số đám đạo trích đều sẽ khiếp sợ đến mức không dám lên tiếng. Đoán không sai, Hiên Viên Vương quốc sẽ nghênh đón một lần phát triển nhanh chóng, lại không có người nào có thể ngăn chặn. Vẻ mặt Đới Phong lâu chủ lộ ra ý cười. Liêu Thanh Huấn gật đầu, đang muốn cùng cảm thán, đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động. Ngay sau đó một tiếng nổ mạnh rất lớn vang vọng toàn bộ vương thành. Ninh Mục, Trương Huyền ta tới đây, còn không mau lăn ra đây nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết. Có người ở đại điển kế vị xông đến đài tế thiên. Muốn giết Đinh Mục bệ hạ. Đới Phong lâu chủ, Liêu Thanh Huấn trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Chương 723, Bạch Thần 1. Hai người vừa nói xong chuyện Đinh Mục kế nhiệm bệ hạ, khẳng định lại không có người nào dám quấy rối, liền nghe được lời khiêu khích trắng trợn này. Tất cả đều cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, giống như bị người đánh phải. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đồng thời đứng dậy, theo cửa sổ nhìn ra ngoài. Thanh Diệp lâu cao vút đứng sừng sững, tầng cao nhất vừa vặn có thể nhìn thấy được sân rộng cực lớn ở đài tế thiên. Từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy trên không trung của đài tế thiên người đông nghìn nghịt, một người thanh niên đứng ở trên đỉnh đầu một con khiếu thiên thú cực lớn, lơ lửng ở trên khoảng không, đang lạnh lùng nhìn trên đài mọi người tiến hành đại điển kế vị. Nhìn dáng vẻ, chưa đầy 20, khí tức hùng hồn nghiêm trọng, sợ rằng tu vi dĩ nhiên đạt được chí tôn đỉnh phong. Từ khi nào xuất hiện một cường giả như vậy? Khóe miệng hai người đồng thời nhất thời co rút. Vừa thảo luận Đinh Mục thái tử trẻ tuổi tài tuấn đứng đầu, trước 500 năm, sau 500 năm, cái thế vô song. Lại xuất hiện một người như vậy, tới cũng thật trùng hợp. Trương Huyền, mấy ngày hôm trước ta nghe nói thú đường có một thuần thú sư tên là vậy, vừa đạt được quán quân thi đấu thuần thú lần này. Nhưng, nghe nói hắn mới tông sư đỉnh phong. Thế nào, là chí tôn đỉnh phong? Một thuần thú sư, ở trên đại điển kế vị, luôn mồm muốn thái tử gần kế vị nhận lấy cái chết. Chuyện gì xảy ra? Hai nhân vật lớn của Thanh Diệp lâu, tin tức linh thông nhất, đồng thời đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy sắp phát điên rồi. Man thú cực lớn bay trên không trung, trong phòng nhỏ trên lưng nó, mấy người đứng ở phía trước cửa sổ. Người đứng phía trước nhất là một thiếu niên mặc áo trắng, chắp hai tay ở sau lưng, mang theo khí tức siêu thoát, thản nhiên. Công tử, phía trước chính là Hiên Viên Vương Thành. Cổ Mục bước lên trước, giới thiệu. Phía xa, một thành thị cực lớn xuất hiện ở trong tầm mắt, phạm vi mấy trăm cây số, tường dày, dãy núi bao vây xung quanh, giống như một con thú lớn ngủ say. Vương Thành này bố trí có ý tứ, tự nhiên ngầm kết hợp với trận pháp. Mở quạt giấy ra, công tử mỉm cười. Toàn bộ Hiên Viên Vương Thành và dãy núi xung quanh nối liền cùng một chỗ, tiến vào trong đó không nhìn ra nguyên nhân. Nhưng ở trên cao nhìn xuống là có thể phát hiện ra, ngầm kết hợp với trận pháp nào đó, linh khí vốn tập trung lại, có mùi vị tẩm bổ sinh linh. Hiên Viên Vương thất, vốn dĩ dùng trận pháp lập nghiệp. Quốc vương các triều đại đều vô cùng tinh thông đối với trận pháp. Nhất là Thái tử Đinh Mục,
càng là thiên tài trong đó. Cổ Mục nói, phi, còn thiên tài cái rắm. Còn chưa nói dứt lời, một giọng điệu xem thường vang lên. Lập tức nhìn thấy được người béo mập Tôn Cường, vẻ mặt xem thường. Ta nói không đúng sao? Biết đối phương có thể là quản gia của danh sư Lục Tinh, Cổ Mục không dám tức giận, mà nghi ngờ nhìn qua. Ninh Mục này đắc tội thiếu gia nhà chúng ta, chắc hẳn là sống không lâu. Lại nói, muốn nói thiên tài, ai còn có thể hơn được thiếu gia nhà chúng ta? Tôn Cường bĩu môi. Ninh Mục phái người tập kích bất ngờ Trương Huyền, tạo thành tình cảnh lộ trùng trọng thương sắp chết, hắn tận mắt nhìn thấy được, biết thiếu gia đã sớm hạ sát tâm đối với thái tử này. Thiếu gia tâm trí kiên định, cho dù không muốn làm phiền lão gia, chuyện đưa ra quyết định, cũng không phải một hiên viên vương quốc nho nhỏ có thể ngăn cản. Dù sao, trong mắt hắn, trên thế giới có thiên tài, cũng kém hơn so với một đầu ngón tay của thiếu gia. Còn nói thiên tài, đừng nói mất mặt. Vị, sư thúc này, thiên phú rất cao sao? Cổ Mục hỏi. Đó là đương nhiên, thiếu gia nhà chúng ta, chưa đầy 20, đã là thi họa sư tam tinh, danh sư nhị tinh, thuần thú sư nhị tinh. Còn được nghiệp đoàn y sư liên minh vạn quốc mời làm trưởng lão, thiên phú cao. Loại người như Đinh Mục làm sao có thể đánh đồng? Tôn Cường đầy tự hào. Thiếu gia nhà các ngươi không phải người của Thiên Vũ Vương quốc sao? Làm sao có thể trở thành trưởng lão của Liên minh Vạn Quốc? Công tử, vốn đứng ở cửa sổ, không lên tiếng, đột nhiên xoay đầu lại, lộ ra một tia kỳ quái. Một nhân vật nhỏ ở Thiên Vũ Vương quốc, làm sao có thể trở thành trưởng lão của nghiệp đoàn y sư Liên minh Vạn Quốc? Thiếu gia nhà chúng ta là ai? Một hơi giải quyết tất cả chứng bệnh trên tường nghi vấn khó xử lý của nghiệp đoàn y sư Thiên Vũ Vương quốc. Thậm chí giải quyết vấn đề khó khăn ngay cả nghiệp đoàn y sư Liên minh Vạn quốc cũng phải khoanh có cách nào, lúc này mới làm cho đối phương khiếp sợ không thôi, mời làm trưởng lão. Tôn Cường hừ một tiếng nói. Nói tới chuyện của thiếu gia, hắn lại đầy cao hứng, đang muốn tiếp tục giới thiệu càng nhiều công tích vĩ đại, lại thấy công tử, luôn luôn bình tĩnh lạnh lùng, sắc mặt nhất thời trắng bệch, thân thể thoáng có chút run rẩy. Thiếu gia các ngươi, không phải gọi là Trương Huyền không? Ta thế nào lại nghe nói, y sư giải quyết tạp chứng nghi vấn khó xử lý gọi là Liễu Trình? À, Liễu Trình là tên giả thiếu gia nhà ta sử dụng lúc sát hạch danh sư nhị tinh. Tôn Cường nói, Trương Huyền chính là Liễu Trình, là thiếu gia nhà các người. Công tử, và Kim Tòng Hải nhìn nhau, tất cả đều đầy chấn động. Không sai. Tôn Cường gật đầu. Nếu là y sư, làm sao còn có thể học tập thủ đoạn độc sư? Hai cái này ngược nhau. Một lát sau, công tử lại không nhịn được hỏi. Danh sư, có thể lựa chọn nhiều loại chức nghiệp, vốn có nghe nói vị Dương Huyền này tinh thông độc đạo, còn là sư thúc tổ Cổ Mục. Lại lấy Trương Huyền này cũng am hiểu sử dụng độc, đã như vậy, thế nào lại là một y sư lợi hại? Thiếu gia thiên tư lỗi lạc, đồng thời học được hai loại chức nghiệp có gì kỳ quái? Tôn Cường xua tay. Y sư tế thế cứu người, phải có lòng nhân từ mới có thể làm được. Độc sư chế tạo độc chết người, tính cách lạnh lùng. Hai người hoàn toàn không giống nhau. Thiếu gia các người không lẽ là hai tầng tính cách, hai loại đều có. Công tử, không giải thích được. Y sư, độc sư tuyệt nhiên ngược nhau. Thật sự không nghĩ ra được, hai loại chức nghiệp này, làm sao có thể xuất hiện ở trên cùng một người. Chương 724, Bạch Thần 2. Cái này có gì kỳ quái? Thiếu gia nhà chúng ta, tính cách ôn hòa, bình dị gần gũi, cũng không tranh cãi với người khác. Mặc dù biết sử dụng độc, cũng sẽ không giống độc sư khác, gặp người lại giết. Ngược lại, bất kể làm chuyện gì, đều sẽ giảng đạo lý, lấy đức thu phục người. Thấy đối phương nghi ngờ ở điểm này, Tôn Cường khinh bỉ liếc mắt thoáng nhìn. Còn nói cao thủ, điều này cũng không biết, thật sự mất mặt. Đang muốn giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ ưu điểm của thiếu gia, lời mới nói phân nửa. Liền nghe được phía dưới vương thành, một âm thanh nổ lớn vang vọng đến. Ninh Mục, Trương Huyền ta tới, còn không mau lăn ra đây nhận lấy cái chết. Trương Huyền. Nghe nói như thế, trên lưng man thú trầm mặc một hồi. Ngay sau đó tất cả mọi người đồng thời đồng loạt nhìn lại. Đây là, người ngươi nói bình dị gần gũi, cũng không tranh cãi với người, lấy đức thu phục người sao. Dường như, cũng đã giết tới cửa vương thất hiên viên người ta. Đây là muốn làm gì? Thân thể thoáng lảo đảo một cái, Ngụy Dư Thanh sửng sốt. Thế nào mới đi mấy ngày, Trương thú sư chạy vương cung người ta gây sự, còn muốn giết thái tử. Ngụy trưởng lão, nhanh đi qua xem thử.
Trong đám người, chỉ có Tôn Cường biết chuyện gì xảy ra. Hắn biết bây giờ không phải là thời gian rầu rĩ những chuyện này, vội vàng phân phó. Xem ra thiếu gia đã chờ không được, chuẩn bị động thủ. Được. Biết tình cảnh nguy cấp, Ngụy Dư Thanh gật đầu, dưới chân giẫm một cái. Man thú bay thẳng tắp về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đứng ở chính giữa đài tế thiên, Đinh Mục đang định tiếp nhận nghi thức cuối cùng, leo lên vương vị, thành tựu chí tôn, lại nghe nói như thế, không nhìn được cũng sững sờ ở tại chỗ. Hắn từng nghĩ tới nhiều cách đối phương tìm mình báo thù, tập kích bất ngờ, ám sát, đưa lên bái thiếp, hẹn chiến. Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ tới, quang minh chính đại như vậy. Ở trước mặt nhiều bách tính vương thành như vậy, nhiều danh sư của danh sư đường, cùng với các vị vương công đại thần, lại không chút kiêng kỵ xông tới, cao giọng hét lớn. Người này không phải điên rồi chứ? Đây chính là Hiên Viên Vương Thành, sân nhà của hắn, trọng binh canh gác không nói, còn có rất nhiều trận pháp xung quanh. Trực tiếp xông tới, không kiêng nể gì cả như vậy. Loại chỉ số thông minh này, thật sự là thiên tài danh sư nhị tinh sao? Đây là vị danh sư muốn giết ngươi sao? Một người trung niên đã đi tới. Đường chủ danh sư đường, Lạc Thiên Hồng. Đã nhiều ngày, Đinh Mục vẫn đợi ở danh sư đường, đã nói với một chút. Hình như là một vị danh sư muốn giết hắn, vốn tưởng rằng đây chỉ là buồn lo vô cớ, không nghĩ tới thật sự đã tới. Ừ, Đinh Mục gật đầu, liền ôm quyền. Đều là hiểu nhầm mà thôi, mong rằng Lạc huynh hỗ trợ phối hợp một chút. Danh sư nhị tinh nho nhỏ mà thôi, lời của ta, vẫn không dám vi phạm. Lạc Thiên Hồng khoát tay áo. Danh sư có chế độ đẳng cấp cực kỳ nghiêm khắc, danh sư nhị tinh ở trong mắt người khác, chói mắt vô cùng. Nhưng ở trước mặt hắn đường đường danh sư tam tinh đỉnh phong, lại không đủ nhìn. Loại người trình độ này, nhìn thấy mình, phải làm lễ học sinh, bằng không, hoàn toàn có thể báo lên danh sư đường, khai trừ tư cách danh sư. Vậy là tốt rồi. Thấy đường chủ danh sư đường muốn thay hắn ra mặt, Đinh Mục thở phào nhẹ nhõm. Bạch thần, qua cảnh cáo một tiếng, đừng chậm trễ đại điển đăng cơ của điện hạ. Nếu như không biết tốt xấu, có thể ra tay giải quyết. Lạc Thiên Hồng khoát tay áo. Vâng. Một người mặc trường bào danh sư từ trong đoàn người đi ra. Người này chừng 40 tuổi, hai mắt lấp lánh có thần, trên huy hiệu trước ngực, ba ngôi sao sáng ngời lóa mắt. Lại là vị danh sư tam tinh sơ kỳ. Tu vi của bản thân cũng đạt tới chí tôn đỉnh phong. Nhận được mệnh lệnh, bạch thần danh sư xoay người nhìn về phía Trương Huyền trong không trung, nhướng mày. Bây giờ là đại điển đăng cơ của Đinh Mục Điện Hạ. Đừng vội quấy rối. Lập tức rời đi, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, đừng trách ta đây không khách khí. Giết Đinh Mục, ta tự sẽ rời đi. Lười nói thừa, thân thể thoáng lắc một cái, Trương Huyền từ trên người khiếu thiên thú nhảy xuống. Tuy rằng không tu luyện qua võ kỹ khinh thân đặc biệt, tu vi đạt tới chí tôn, lại thêm thân thể cường lực, độ cao hơn 10 thước, không đáng kể chút nào. Bù! Hắn hạ xuống trên thang lầu của đài tế thiên. Khiến mặt đất nham thạch vỡ nát một mảng lớn. Hắn nhấc chân đi về phía trước. Tại hạ là danh sư tam tinh bạch thần, thân là sư giả, nên biết quy định, tôn sư trọng đạo, nghe theo danh sư cấp bậc cao phân phó. Chẳng lẽ còn muốn chống lại mệnh lệnh? Thấy người thanh niên này không để ý tới lời của hắn, trực tiếp đi qua, sắc mặt bạch thần khó coi. Lời đường chủ và Đinh Mục vừa rồi nói chuyện, hắn cũng nghe được, biết đối phương là một danh sư. Nhị tinh sơ kỳ nho nhỏ mà thôi, nhìn thấy tam tinh sơ kỳ mình, chắc hẳn phải lấy sư lễ đối đãi, không dám phản bác. Lại dám vi phạm mệnh lệnh, không thèm quan tâm, quả thực cả gan làm loạn tới cực điểm. Lan, không nghĩ tới người danh sư đường ở Hiên Viên Vương Quốc, không hỏi rõ đúng sai lại ngăn cản mình, bảo mình rời đi, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng. Ngươi, đâm đầu vào chỗ chết. Vốn tưởng rằng chỉ ra thân phận, đối phương sẽ biết khó mà lui, xoay người rời khỏi. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp bảo hắn, lăn, sắc mặt bạch thần thoáng cái trở nên tái nhợt, toàn thân thiếu chút nữa nổ tung. Chương 725, bạch thần suy sụp 1. Từ 7 năm trước, hắn sát hạch danh sư tam tinh thành công, trở thành trưởng lão danh sư đường tới nay, địa vị được tôn sùng, đi đến chỗ nào cũng được người coi trọng. Hiên Viên Vương thất cũng phải cho đủ thể diện, tôn sùng là khách quý. Gặp phải danh sư nhị tinh, đối phương dám có chút chậm trễ, quát mắng một trận. Đối phương ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người này thì hay rồi, tự nhiên bảo mình, lan. Bạch thần híp mắt lại. Đầu óc ngươi không bị bệnh chứ?
quả thực không thể tha thứ. Ầm ầm, khí tức trên người hắn thoáng cái thiêu đốt. Danh sư, bởi vì có tâm cảnh minh lý cảnh, lại am hiểu chỉ điểm, quen thuộc các loại công pháp võ kỹ, rất nhiều chức nghiệp trong cùng cấp bậc, thực lực là mạnh nhất. Cũng là chí tôn đỉnh phong, thực lực của Bạch Thần, tuyệt đối là xuất sắc. Cho dù ở Thanh Diệp bảng chưa có thứ tự xếp hạng, hắn cũng tuyệt đối đứng ở đỉnh phong nhất trong toàn bộ Hiên Viên Vương quốc. Cường giả như vậy, bị một danh sư nhị tinh nho nhỏ sỉ nhục, làm sao có thể nhịn được. Sắc mặt tái xanh, lực lượng chí tôn đỉnh phong, giống như sóng to gió lớn, lan tràn về phía người thanh niên cách đó không xa. Răng rác, răng rác. Bởi vì không chịu nổi, mặt đất thềm đá xuất hiện từng vết nứt. Người bị người này làm cho khiếp sợ đến mức chạy đến danh sư đường ẩn nấp không dám ra khỏi cửa sao. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong mắt, Lạc Thiên Hồng lắc đầu. Còn tưởng rằng danh sư khiến Thái tử Điện Hạ đứng đầu tài tuấn bảng, sợ không dám ra khỏi cánh cửa, lợi hại tới mức nào. Không nghĩ tới lại là một kẻ chày gỗ như thế. Quang Minh chính đại xông tới quấy rối không nói, mở miệng lại bất kính đối với danh sư tam tinh, đã không thể sử dụng ngu xuẩn để hình dung. Đây không phải là loại tiểu vương quốc Thiên Vũ, danh sư nhị tinh có thể diễu võ dương oai. Ở chỗ này, đừng nói nhị tinh, cho dù tam tinh sơ kỳ, cũng muốn đầy chậu, là hổ cũng phải nằm cho ta. Danh sư đường nhiều quy định như vậy, tùy tiện tìm vài người, là có thể đập cho không lại ngẩng đầu lên được. Ta cũng nhìn nhầm. Khuôn mặt Đinh Mục xấu hổ. Trước đây Trương Huyền sử dụng một pháp bảo lập tức đập chết Lương Thanh Mệnh, Lâm Lung, khiến cho hắn khiếp sợ, lúc này mới xoay người bỏ chạy. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ mời vị Dương Sư kia, truy sát đối với mình. Không nghĩ tới lại một mình đến. Dương Sư ở đây, có khả năng còn có thể kiêng kỵ một chút. Một danh sư nhị tinh, ở trong mắt hắn, thật đúng không tính là gì cả. Ngược lại không phải là danh sư không đáng bao nhiêu tiền, mà là danh sư nhị tinh đối với vương quốc nhất đẳng vô cùng cường đại. Nhưng đối với quốc vương bệ hạ vương quốc phong hào, thật đúng là không coi vào đâu. Không tìm danh sư đường giải quyết, xông đến nơi đây, lòe bịp thiên hạ, là không khôn ngoan. Thân phận không đủ, nói chống đối tam tinh, là bất kính. Làm con dân của vương quốc bề tôi, đối với quốc quân vô lễ, là bất trung. Không khôn ngoan, bất kính, bất trung, chỉ bằng vào ba dạng này, có thể thủ tiêu tư cách danh sư của hắn. Lạc Thiên Hồng lắc đầu, ý khinh thường trong mắt càng nồng đậm. Hắn chọc giận Bạch Sư, sợ rằng không cần thủ tiêu tư cách, ngày hôm nay cũng không được trái cây ăn. Đinh Mục gật đầu, khóe miệng cong lên. Đó là tất nhiên. Chắp hai tay ở sau lưng, trong ánh mắt Lạc Thiên Hồng mang theo uy nghiêm và khí độ. Không chỉ phải dạy dỗ một trận thật tốt, từ hôm nay trở đi, cũng phải cố gắng chỉnh đốn danh sư đường ở những vương quốc nhất đẳng một chút. Nếu không, những kẻ thượng vàng hạ cám nào cũng có thể trở thành danh sư, uy nghiêm ở đâu. Không sai, phải cố gắng chỉnh đốn. Đinh Mục lại gật đầu, đang muốn nói tiếp, ánh mắt nhất thời sáng lên. Mau nhìn, Bạch Sư ra tay. Cuối tầm mắt, Bạch Thần mở năm ngón tay ra, xông tới chộp về phía Trương Huyền. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có được hay không. Lực lượng chí tôn đỉnh phong giống như gió mạnh, khí thế ép xuống, còn chưa đến tới trước mặt, khiến thềm đá xung quanh, từng cục vỡ nát. Đại bàn nhược thủ của Bạch Thần là võ kỹ quỷ cấp, mạnh mẽ cuồng bạo, lực lượng 10 phần. Trước đây, thời điểm vẫn là chí tôn hậu kỳ, Chu Thiên cấp bậc đỉnh phong, đã bị một trưởng chấn phục, không có cách nào phản kháng. Người này chắc hẳn là phải xui xẻo. Lạc Thiên Hồng đánh giá. Danh sư này tới quấy rối, thoạt nhìn khí tức kinh người, với chí tôn đỉnh phong có chút cùng loại. Trên thực tế, làm danh sư tam tinh đỉnh phong, có thể liếc mắt nhìn ra, thực lực chân chính chỉ có chí tôn sơ kỳ. Cho dù may mắn được công pháp gì khiến cho lực lượng thân thể tăng. Nhưng, vậy thì sao? Thân thể trước sau vẫn là thân thể, man lực mà thôi, không có cách nào thi triển võ kỹ lợi hại. So với cao thủ chân chính, kém hơn quá nhiều. Hai người ở bên này đánh giá cuộc chiến đấu, đánh giá võ kỹ, thực lực. Một phía khác, bàn tay của Bạch Thần dĩ nhiên đi tới trước mặt Trương Huyền. Hừ, không nghĩ tới đường đường danh sư cái gì cũng không hỏi, trực tiếp ra tay. Sắc mặt Trương Huyền trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện ra từng đường hoa văn. Trong nháy mắt, công kích trước mắt của đối phương, giống như là trở nên chậm lại. Sơ hở và chỗ thiếu hụt trong chiêu số giống như một mỗi hố đen được phóng đại, có thể thấy được rõ ràng. Nhìn thấy được những sơ hở này, thân thể nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, Trương Huyền quay về một chỗ trong đó, một cước đạp tới.
Cái gì? Bạch Thần đang muốn một trưởng đánh cho danh sư nhị tinh tới quấy rối này thành tàn phế, khiến cho hắn không dám nói thừa. Vừa nhìn thấy được một cước này, sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch. Tay đại bàn nhược thủ của hắn vô cùng cường đại, dưới khí ép công kích, làm cho không người nào né tránh được. Cùng cấp bậc cũng rất khó chống đỡ, nhưng, thứ cường thịnh mấy đi nữa cũng không có khả năng không có sơ hở. Một cước này của đối phương, chính là tâm điểm khí tức giao hòa. Một khi bị đá trúng, cho dù lực lượng một cước này còn xa mới bằng được, cũng sẽ trong nháy mắt bị lực lượng cắn trả, bản thân bị trọng thương. Tuyệt chiêu nhiều lần thi triển qua, tự nhiên bị đối phương liếc mắt nhìn ra được khuyết điểm, Bạch Thần buồn bực suy nghĩ muốn nôn ra máu. Lúc này hắn cũng không để ý tới tiếp tục công kích, bởi vì một khi chiêu số dùng hết, không những không đả thương được đối phương, có thể sẽ bị một cước đá cho tàn phế trước. Cánh tay hắn vội vàng giơ lên, chân dùng lực, không nhịn được nhảy về phía sau một bước. Không tránh không được, hắn vẫn muốn sống. Công kích tiến hành phân nửa, mạnh mẽ thu hồi lực lượng, nhảy về phía sau. Dưới chân khí trong cơ thể kích động, cổ họng thoáng ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. Đáng giận. Chương 726, Bạch Thần suy sụp 2. Còn không có cùng đối phương giao đấu, lại phun ra một búng máu, Bạch Thần đỏ mắt. Từ khi trở thành danh sư tới nay, bất kể năng lực quan sát hay kiến thức đều tăng lên rất nhiều, từ khi nào bị ngã lớn như vậy. Nằm xuống cho ta. Hắn lại chợt quát, hai tay đồng thời vươn ra, hai tay giống như gió, lực quyền như đao. Võ kỹ quỷ cấp, thanh phong liên hoàn quyền. Chiêu này chỉ riêng lực công kích tuy rằng không bằng đại bàn nhược thủ, nhưng hai tay đồng thời ra chiêu, tốc độ công kích nhanh, phạm vi phòng ngự cũng lớn. Không có quá nhiều sơ hở và lỗ thủng như vậy chắc hẳn là có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Khuôn mặt dữ tợn, trong tiếng gào thét, nắm đấm cũng hạ xuống dốc trên người thanh niên. Chỉ thấy đối phương lại vươn một bàn chân ra. Nhìn thấy được phương hướng vị trí của bàn chân, Bạch Thần lại một ngụm máu tươi phun ra, thiếu chút nữa thì khóc lên, vội vàng lui về phía sau. Thanh phong liên hoàn quyền, võ kỹ cực kỳ nổi danh của danh sư Đường, nghe nói là do một vị danh sư tứ tinh sáng chế, động tác nhanh. Khuyết điểm ít. Cho dù đối chiến cùng Lạc Thiên Hồng thân là Đường chủ, cũng chỉ có thể cứng rắn chống lại, không có biện pháp nào khác. Người này thì hay rồi, lại là đạp một cước ở trên sơ hở. Nếu thật sự bị đá trúng, sợ rằng sẽ còn phải thảm hơn hồi nãy nữa, không chết cũng sẽ bị lột lớp ra. Liên tục hai cước, người này là thật sự có năng lực quan sát rất tốt, hay trùng hợp. Ta không tin. Hắn lại điên cuồng hét lên, cổ tay lật một cái. Một thanh trường đao xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, đao khí quét ngang, trong thời gian nháy mắt múa ra từng đường đao hoa. Võ kỹ quỷ cấp, ly thương đao. Ly thương 88614 đao, từng đao ly thương, một chiêu sử dụng ra, liên tục không dừng. Trừ khi có binh khí và chiêu số cường đại hơn chống đỡ, bằng không, căn bản ngăn cản không được đao pháp. Vù vù vù, đao phong mang theo tất cả cuốn tới. Bạch Thần đang cảm thấy đối phương không có cách nào phá giải nữa. Lại nhìn thấy được một bàn chân, lại từ trong khe hở của đao pháp chui qua, xông thẳng mệnh môn của hắn. Ta, phụt, vội vàng thu đao, lại vội vã lui về phía sau. Chiêu số biến hóa quá nhanh, sắc mặt lại nhất thời đỏ lên, máu tươi phun ra. Liên tục ba chiêu, sử dụng ba võ kỹ quỷ cấp trường, quyền, đao, không những không tổn thương được đối phương, còn làm cho mình toàn thân bị thương. Bạch Thần sắp phát điên rồi. Không phải nói người này chỉ là một danh sư nhị tinh sao? Liếc mắt nhìn ra chỗ thiếu hụt trong võ kỹ của cường giả chí tôn đỉnh phong. Từ khi nào danh sư nhị tinh lợi hại như vậy? Nếu như cũng lợi hại như vậy, chính hắn một tam tinh tính là cái gì? Bên này Bạch Thần càng đánh càng phiền muộn, sắp phát điên rồi. Mọi người ở xung quanh xem náo nhiệt, cũng đều đưa mắt nhìn nhau, mỗi người cũng lộ ra vẻ mặt phát điên. Hai người đều là cường giả chí tôn đỉnh phong. Còn là danh sư, tốc độ giao đấu rất nhanh. Bình thường một chiêu mới ra, liền nhìn ra phương hướng vị trí công kích của đối phương, hiểu rõ tiếp theo sử dụng thế nào, có thể bị thương hay không, sau đó sớm làm ra phán đoán. Nói cách khác, ở trong mắt mọi người, Bạch sư khí thế hung hăng luôn mồm muốn giáo huấn người từ ngoài đến này, đối phương vừa nhấc chân lên, hắn liền nhảy ra phía sau. Bắp đùi vừa nhấc lên, liền nhảy ra phía sau, sau đó còn phối hợp phun ra một ngụm máu. Ngươi đang chơi tạp kỹ gì vậy? Nhìn thế nào, so với người xông lại tìm Đinh Mục Thái tử gây phiền phức, lại càng không đáng tin cậy hơn. Bạch sư đây là đang khiêu vũ sao? Hình như, là đúng.
trong đám người không biết có ai nói ra. Người thanh niên tiến về phía trước, vừa nhấc chân, Bạch Sư lại nhảy, vừa nhấc chân lại nhảy, giống như con chó nhỏ bị người đùa giỡn, lại giống như cặp đôi khiêu vũ, người tiến ta lui. Thỉnh thoảng còn phun ra một ngụm máu tô điểm một chút. Ngươi không phải nổi giận đùng đùng muốn giết người sao? Trực tiếp khiêu vũ, có phần không thể nào nói nổi đi. Chúng ta không cần làm như vậy. Phụt, phụt, phụt. Không nghe lời này còn tốt, vừa nghe nói như thế, nhìn thấy được vẻ mặt ánh mắt cổ quái của mọi người, Bạch Thần thiếu chút nữa một hơi không thở được, lập tức ngất đi. Khiêu vũ em gái ngươi. Ngươi mới khiêu vũ, cả nhà ngươi mới khiêu vũ. Ta đây là cùng hắn chiến đấu, chiêu số bị hoàn toàn áp chế, thi triển không ra mà thôi. Hắn càng nghĩ càng tức giận, đường đường danh sư tam tinh, nhân vật tuyệt thế uy chấn Hiên Viên Vương quốc. Lúc này cho dù thắng được đối phương, khẳng định cũng sẽ trở thành trò cười, bị người cười nhạo. Ta với ngươi không đội trời chung. Hắn rít gào một tiếng, trường đao trong tay lại vung vẩy. Đao quang lóe lên, giống như bố trí ra một quang ảnh ở xung quanh hắn. Đao pháp nhanh như vậy, tốc độ nhanh như vậy, sử dụng nước tát không lọt để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Lại ở thời điểm hắn cảm thấy đối phương không có cách nào, cúi đầu nhìn lại, hắn lại nhìn thấy được một bàn chân chậm rãi duỗi tới, vẫn cắm ở bên trong khe hở của đao pháp. Dựa vào, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Ta thi triển một chiêu, người có thể nhìn ra lỗ thủng. Thi triển một chiêu, lại có thể nhìn ra lỗ thủng. Người có phải đã nghiên cứu tất cả võ kỹ ta tu luyện một lượt, hay tất cả đều biết? Thú vị sao? Ta có thể đánh một trận ngươi tới một quyền. Ta đi một trường thật tốt hay không? Công kích đối với chỗ thiếu hụt của ta, hoàn toàn không lưu tình, thật sự tốt sao? Bạch Thần khóc. Chương 727, đêm mưa vật ướt vượt giang môn 1. Không thích hợp, người này có chút môn đạo. Sắc mặt Lạc Thiên Hồng nghiêm trọng. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề giữ cửa nói. Bạch Thần ở bên cạnh gọi tới gọi lui, phối hợp phun máu, giống như hổ phun nước. Người khác thấy tới là khiêu vũ. Nhưng hắn nhìn ra không đơn giản. Rất rõ ràng người thanh niên này sắp giơ chân lên đối với vị lão hữu này của mình, có uy hiếp rất lớn, thậm chí không tiếc cắn trả bị thương, cũng phải lui về phía sau né tránh. Nói cách khác, người này nhìn ra được chỗ có vấn đề trong chiêu số của Bạch Thần, sớm nghĩ ra phương pháp hóa giải, lúc này mới dễ dàng tùy ý như vậy, khiến cho Bạch Thần cũng là danh sư, chật vật như vậy. Có phải là, hắn đã sớm biết Bạch Sư sẽ ra tay? Sớm nghiên cứu qua võ kỹ và công pháp Bạch Sư tu luyện hay không? Đinh Mục cũng nhìn ra, không nhịn được nói. Sớm nghiên cứu, không thể như vậy được. Công pháp, võ kỹ mỗi người tu luyện, ngoại trừ người chí thân, không có khả năng nói ra ngoài. Thậm chí cho dù người thân, cũng sẽ lưu lại thủ đoạn, sợ bị đối thủ biết được, tiến hành lợi dụng. Lạc Thiên Hồng ở bên cạnh, lắc đầu nói. Bạch Thần biết đại bàn nhược thủ, ta biết. Nhưng Thanh Phong Liên Hoàn Quyền và Ly Thương Đao, chưa bao giờ thi triển qua ở trước mặt người khác. Ta cũng không rõ lắm, một người từ ngoài đến, làm sao có thể sớm điều tra ra được. Điều này, sắc mặt Đinh Mục nhất thời trắng bệch. Hắn nghĩ đến các loại lời đồn đại về vị danh sư trẻ tuổi này. Trước đối phương không coi ra gì, chỉ cảm thấy đối phương là có một lão sư tốt, dính ánh sáng của sư phụ. Hiện tại xem ra, sợ rằng không đơn giản như vậy. Có thể là hắn đã thấy hoặc tu luyện qua những võ kỹ này, biết chỗ vấn đề trong đó. Giải thích một câu, Lạc Thiên Hồng không nhịn được xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Thái tử Điện Hạ trước mắt. Người có phải là có chuyện gì giấu giếm ta, không nói tỉ mỉ hay không? Người này thật sự chỉ là một danh sư nhị tinh sơ kỳ bình thường sao? Người này đi tới nói cho hắn biết, đắc tội một danh sư bình thường của vương quốc nhất đẳng. Danh sư nhị tinh của vương quốc bề tôi mà thôi. Hắn không mấy lưu ý, cũng không có điều tra tỉ mỉ. Ai biết, nhất thời sơ suất, tự nhiên gây ra vấn đề như vậy. Vừa rồi, người này đứng ở trên lưng man thú, lên tiếng quát mắng, vốn tưởng rằng là một kẻ lỗ mãng cái gì cũng đều không hiểu. Cho dù có ít thiên phú, bị giới hạn bởi tuổi tác, cũng không đáng để lo. Hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện này. Danh sư nhị tinh sơ kỳ bình thường, có thể tu luyện qua nhiều võ kỹ như vậy, thuận tiện biết chỗ thiếu sót. Nhất định là Đinh Mục úp úp mở mở, lời lẽ không rõ ràng, mới khiến mình có phán đoán sai lầm. Hắn bị trực tiếp chất vấn, Đinh Mục nhất thời siết chặt nắm đấm. Ta đối với hắn cũng không biết nhiều, chỉ biết là, thi đậu danh sư nhị tinh, còn chưa đủ 10 ngày,
chưa đủ 10 ngày. Lạc Thiên Hồng nhăn mày lại. Theo lý thuyết, thật sự là một người vừa sát hạch danh sư nhị tinh thành công, không nên lợi hại như vậy chứ. Vẻ mặt hắn nghi ngờ, còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, liền nghe được một tiếng quyền cước đập vào thịt. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Thần lại né tránh không được, bị đạp một cước ở trên mặt, bay ra 40-50 thước, đầu cắm ở trên một đoạn tường thấp, dĩ nhiên đã ngất đi. Liên tục bị Trương Huyền làm cho chỉ có thể nhảy loạn, gặp lực lượng của mình cắn trả, cũng không nhịn được nữa, mạo hiểm muốn đồng quy vu tận cùng đối phương. Kết quả, hắn là, về, đối phương ngay cả đánh giấm cũng không có. Bạch Sư bị đạp một cước bay. Thực lực mạnh như vậy. Không phải nói Thái tử Điện Hạ là đứng đầu tài tuấn sao? Hắn, chưa đầy 20 tuổi, lại đánh bại Bạch Sư, chẳng phải càng lợi hại hơn sao? Vừa rồi, khiêu vũ, mọi người thấy không hiểu rốt cuộc là tình huống gì. Hiện tại Bạch Thần bị đạp cho choáng váng, có ngốc cũng biết người thanh niên, liều lĩnh, này, thực lực cao, vượt qua cả Bạch Sư. Tam tinh sơ kỳ. Mỗi một người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giống như choáng váng. Xôn xao. Mọi người giật mình, rất nhiều binh sĩ xung quanh thấy người thanh niên tiếp tục đi về phía trước, cách bọn họ Thái tử Điện Hạ càng lúc càng gần, đồng loạt vọt tới, ngăn cản ở phía trước. Tạm thời không vội. Thấy Đinh Mục dự định để cho hộ vệ động thủ, Lạc Thiên Hồng vẫy bàn tay một cái. Lạc đường chủ. Còn tưởng rằng hắn muốn thay đổi, Đinh Mục nhìn qua. Ta giúp người khuyên nhủ, có thể giải quyết hòa bình là hay nhất. Tuy rằng trách người này không nói thật, nhưng Lạc Thiên Hồng thiếu nợ ân tình của vương quốc, không thể không báo. Huống gì việc đã đến nước này, cho dù muốn trốn tránh cũng không kịp. Hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Vậy nhờ cậy Lạc đường chủ. Đinh Mục gật đầu. Ừ, người tiếp tục tiến hành nghi thức, tốc độ nhanh hơn một chút. Chỉ cần trở thành quốc vương, trong tay cầm ngọc tỷ, lại đơn giản. Ta cũng có lý do tốt hơn giúp ngươi nói chuyện. Lạc Thiên Hồng nói. Vâng. Đinh Mục liền vội vàng gật đầu, đi nhanh về phía vương vị ở giữa. Thấy hắn đi nghênh đón Vương Miện, tiếp nhận nghi thức lên ngôi cuối cùng, lúc này Lạc Thiên Hồng mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn về phía Trương Huyền đã đi tới. Hắn nhìn về phía rất nhiều binh sĩ rút binh khí ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Tất cả đều tránh ra cho ta. Lạc đường chủ. Đám binh lính đều biết thân phận của hắn, nhường ra một cái lối đi. Tất cả đều khom người. Vị này chắc là Trương Huyền Trương Sư, tại hạ là đường chủ danh sư Đường Hiên Viên, Lạc Thiên Hồng. Đi vài bước đến trước mặt, Lạc Thiên Hồng ôm quyền. Ta không biết ngươi và Đinh Mục có thù hận gì, chỉ có điều, oan gia nên giải không nên kết. Nếu mọi người đều là danh sư, ta lại ở nơi đây làm người giải hòa. Chuyện đến đây thì dừng đi, ngươi chỉ cần mở miệng, bồi thường thế nào. Ta cũng sẽ bảo hắn đi chuẩn bị. Chương 728, đêm mưa vật ướt vượt giang môn 2. Ta đã từng nói, lấy mạng của Đinh Mục tới, ta sẽ rời đi. Giọng điệu Trương Huyền thản nhiên. Bồi thường chân quý hơn nữa, lại có thể nào so sánh được với tính mạng học sinh của mình. Đinh Mục là Thái tử Điện Hạ, hơn nữa lập tức kế vị trở thành quốc vương bệ hạ của Hiên Viên Vương quốc. Nếu như bị giết, sẽ dẫn tới quốc gia rung chuyển, dân chúng lầm than. Chuyện này truyền tới bất kỳ một danh sư đường nào, cũng sẽ ngăn cản. Làm không tốt, thân phận danh sư của ngươi, cũng sẽ phải chịu liên lụy. Nhướng mày, Lạc Thiên Hồng không nhịn được nói. Tránh ra, thấy Đinh Mục đang nhanh chóng làm nghi thức kế vị, người này rõ ràng đang trì hoãn thời gian, sắc mặt Trương Huyền trầm xuống. Ta là nhìn thấy ngươi tuổi còn trẻ lại có thực lực như vậy, yêu quý nhân tài, mới không đành lòng ra tay. Đừng có không biết tốt xấu. Lạc Thiên Hồn bực bội nói. Cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, cho dù thiên tài lại như thế nào, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng mình đường đường là danh sư tam tinh đỉnh phong, cường giả nửa bước hóa phàm, sợ ngươi sao? Không tránh đường, vậy hãy giống như người kia, nằm xuống. Thấy hắn còn đang dây dưa, lông mày dướn lên, Trương Huyền cũng không nhiều nói, bóng người đột nhiên thoáng lắc một cái. Vù! Hắn lại lập tức biến mất, vọt ra hơn 10 thước. Xuất hiện ở trước mặt đối phương. Thân pháp thiên đạo. Mới rồi hắn cùng Bạch Thần chiến đấu, vẫn không sử dụng võ kỹ thiên đạo, chính là chờ đợi giờ phút này. Nếu không, tuyệt chiêu bị đối phương phát hiện, liền có thể sớm làm ra dự phòng, cũng lại không đạt được hiệu quả. Tu vi đạt được chí tôn cảnh, chân khí thiên đạo trở nên càng tinh thuần rất phong phú hơn. Tốc độ và hiệu quả của thân pháp thiên đạo, đã gia tăng hơn rất nhiều.
cho dù Lạc Thiên Hồng thân là nửa bước hóa phàm, cũng không nghĩ tới có tốc độ nhanh như vậy. Đợi tới khi hắn kịp phản ứng, người đã lướt tới trước mắt. Ngươi! Đồng tử co lại, Lạc Thiên Hồng vội vàng lui về phía sau. Còn chưa có rời được nửa bước, hắn liền thấy một nắm đấm, từ nhỏ biến thành lớn, xuất hiện ở trong phạm vi tầm nhìn. Thiên đạo quyền! Nhìn tốc độ của quyền này, không thể chậm hơn so thân pháp, thậm chí có phần vượt qua, vô cùng có khả năng vượt ra ngoài tốc độ của âm thanh. Lạc Thiên Hồng biết không tránh nổi, chân khí trong cơ thể sôi trào, tràn đầy hai tay. Cánh tay hắn giao nhau, tiến lên nghênh đón. Ầm, quyền, trưởng va chạm vào nhau. Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dại, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Lạc Thiên Hồng liên tục lui về sau 7-8 bước, thân hình mới đứng vững. Vì giảm bớt lực lượng cuồng bạo của đối phương, mỗi khi lui một bước, bàn chân đều sẽ dẫm sâu xuống mặt đất đủ 3 tấc. Dưới khí tức trùng kích, nham thạch cứng rắn đều vỡ thành bụi phấn. Quyền pháp thật là lợi hại. Đau đớn kịch liệt truyền đến, cánh tay Lạc Thiên Hồng run rẩy. Cứng rắn đập một chút, hắn cũng đã nhìn ra, lực lượng của đối phương tuy mạnh, nhưng so với loại nửa bước hóa phàm này của hắn, vẫn kém hơn không ít. Đáng sợ chính là chiêu quyền pháp này. Phù hợp đại đạo, trong thời gian nháy mắt lại đi đến trước mắt, tự nhiên. Hoàn toàn không có chút sơ hở nào có thể tìm ra, hoàn toàn không có khuyết điểm. Mặc dù là danh sư tam tinh đỉnh phong như hắn, trong lúc vội vàng, cũng thầm chịu thiệt. Hít sâu một hơi, ngăn chặn chân khí có chút hỗn loạn, hai tay hắn lật một cái, bước về phía trước. Một chiêu làm cho hắn lui về phía sau, mất hết mặt mũi. Lần này không thể để cho đối phương động thủ, hắn phải cướp tiên cơ. Ầm ầm, chân khí của cường giả nửa bước hóa phàm phun mạnh ra ngoài, ở xung quanh giống như hình thành một mảnh sông lớn. Không khí xung quanh hình như cũng trở nên đặc dính. Võ giả, tu luyện bản thân, có thể chém ra thân thể, lực lượng chân khí tuyệt đối, đồng thời khiến cho hắn đạt được đỉnh phong và cực hạn. Mà phương pháp tu luyện của cường giả hóa phàm cảnh, hoàn toàn khác hẳn. Cường giả hóa phàm chân chính có thể mượn hoàn cảnh xung quanh, điều động nguyên khí xung quanh cho mình sử dụng, do đó chém ra chiến đấu gấp mấy lần lực lượng xuất phát từ bản thân. Sử dụng cách nói của Trương Huyền kiếp trước, võ giả sử dụng chính là nắm đấm và cơ bắp. Hóa phàm lại chẳng khác nào vận dụng máy móc, mượn ngoại lực. Không thể so sánh được. Tay không, làm sao có thể đánh thắng được xe tăng, đại pháo. Nửa bước hóa phàm, mặc dù còn không có đạt được loại năng lực mượn tự nhiên, mượn hoàn cảnh này, nhưng cũng bước chân vào cánh cửa. Lực lượng có thể vận dụng, dĩ nhiên vượt xa chí tôn đỉnh phong 4 vạn đỉnh. Thậm chí, cho dù 5 vạn đỉnh của Trương Huyền, so sánh cùng, cũng bé nhỏ không đáng kể. Chân khí tản ra, thực lực nửa bước hóa phàm cảnh đều thi triển ra, khống chế tốt xung quanh, lúc này Lạc Thiên Hồng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hừ nhẹ một tiếng, bàn tay chuyển một cái, lại vỗ xuống về phía Trương Huyền. Võ kỹ quỷ cấp đỉnh phong, phất tụ thủ. Gió mát thổi lay ống tay áo, đêm mưa vật ướt vượt giang môn. Một trường này thoải mái, nhìn như hoàn toàn không có trọng lượng, lại khiến nguyên khí xung quanh, ngưng tụ thành một cục sắt. Đừng nói nham thạch, cho dù sắt thép, binh khí quỷ cấp, cũng có thể dễ dàng đánh xuyên qua. Nửa bước hóa phàm phối hợp với võ kỹ quỷ cấp đỉnh phong, lực lượng 10 phần. Đừng nói một chí tôn đỉnh phong, cho dù cao thủ đồng cấp khác, cũng khó có thể chống lại. Vừa ra tay, Lạc Thiên Hồng xem như là dùng đến bản lĩnh của mình. Vèo. Bàn tay khiến người ta kính nể, tốc độ đáng sợ, đi tới trước mặt người thanh niên, đang muốn hạ xuống. Chỉ thấy đối phương không những không trốn, không tránh, trái lại thân thể thoáng lắc một cái, tiến thẳng lên nghênh đón. Nguy rồi. Phất thụ thủ, che giấu ở trong gió, chiêu số mờ ảo, khiến người ta khó có thể chống đỡ. Nhưng cũng có chỗ thiếu hụt, cũng chính là, giang môn, trong khẩu quyết. Mà người này lúc này đang đứng ở chỗ, giang môn của hắn. Một chiêu nhìn ra chỗ thiếu hụt, tìm được vị trí, không sai chút nào. Điều này, làm sao có thể? Giờ phút này, Lạc Thiên Hồng kinh hãi gần chết. Chương 729, một lời quát lui ngàn vạn quân thượng một. Lợi hại. Trên lưng man thú, đám người, công tử, đã đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong mắt, Kim Tòng Hải không nhịn được la lên. Quả thật rất lợi hại. Liếc mắt nhìn ra chỗ sơ hở trong chiêu số. Vọt vào chỗ nguy hiểm nhất trong mắt người khác, vào tử sau đó sinh. Không chỉ năng lực quan sát tốt, còn phải có nghị lực lớn. Công tử cũng gật đầu. Chắc hẳn Lạc Thiên Hồng này đã không chống đỡ được,
Chỉ có điều, đây là Hiên Viên Vương cung, binh sĩ không ít, cho dù võ lực cá nhân cường thịnh mấy đi nữa, cũng không thể nào chống lại cùng một quốc gia. Chúng ta làm sao bây giờ? Có cần đi xuống hỗ trợ hay không? Kim Tòng Hải đầy do dự nói. Hắn khẳng định cũng biết vấn đề này. Hắn tìm cổ mục tới, có khả năng chính là để chống lại những binh sĩ kia. Công tử, nói. Trong rất nhiều chức nghiệp, danh sư đơn thể lực công kích mạnh nhất. Nhưng muốn nói quần công rộng nhất, không e ngại nhiều người, sợ rằng chỉ có độc sư. Chỉ cần độc dược đủ, tới nhiều hơn nữa, cũng uổng công. Chắc vậy. Kim Tòng Hải gật đầu. Tạm thời không vội, danh sư nhị tinh trẻ tuổi như vậy, liếc mắt nhìn ra sơ hở của cường giả nửa bước hóa phàm, bất kể năng lực quan sát, hay kiến thức, cũng làm cho người ta bái phục. Nếu như hắn muốn người khác nhúng tay, khẳng định đã sớm nói cho Dương sư biết. Hắn không nói ra, rõ ràng là không muốn làm phiền người khác. Chúng ta hay tạm thời xem thử, chờ tới khi hắn thật sự không kiên trì nổi lại nói sau. Công tử, mỉm cười. Vâng. Kim Tòng Hải gật đầu, lông mày nâng lên. Lạc Thiên Hồng thua. Dựa theo tiếng nói của hắn, Trương Huyền phía dưới đã từ giang môn chui ra, tiến vào, vai quét ngang, hung hăng đánh vào ngực đối phương. Ầm. Bị thân thể cuồng bạo trực tiếp đụng ở trên người, da mặt Lạc Thiên Hồng nhất thời co rút, toàn thân trong nháy mắt bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Đường chủ danh sư Đường, danh sư tam tinh đỉnh phong, nửa bước hóa phàm đứng hàng thứ ba trong Thanh Diệp bảng, một chiêu bại trận. Tất cả mọi người đều ồ lên. Cho tới nay, Lạc Thiên Hồng đều lấy tư thế vô địch xuất hiện, có vô số người hâm mộ. Vốn tưởng rằng đối phó một người chưa đủ 20 tuổi, dễ như trở bàn tay. Dù nằm mơ cũng không nghĩ tới, là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều bên phía bị thương biến thành hắn, bị người ta bắt lấy. Hơn nữa, còn triệt để như vậy. Lâu chủ, danh hiệu đứng đầu tài tuấn bảng này, còn là Đinh Mục Thái tử sao? Trên lầu cao nhất của Thanh Diệp lâu, Liêu Thanh Huấn trưởng lão không nhịn được nhìn qua. Đinh Mục, nói bậy bạ gì đó. Đương nhiên là vị danh sư Trương Huyền này. Hai người bọn họ sao có thể so sánh được? Đùa gì thế? Đới Phong lâu chủ nói. Nhưng ngươi, vừa nói Đinh Mục Thái tử, trước 500 năm, sau 500 năm, cái thế vô song. Liêu Thanh Huấn trưởng lão đầy kỳ quái. Vừa rồi khen dáng vẻ Thái tử thành một đóa hoa, trên bầu trời hiếm thấy, trên mặt đất không có. Thế nào trong thời gian nháy mắt lại lật lọng? Quá nhanh. Ta đã từng nói sao? Liêu trưởng lão, không nên rầu rĩ những chuyện này. Nhanh đi phái người điều tra một chút, lấy tài liệu của hắn tới đây cho ta. Bị trực tiếp vạch trần, mặt Đới Phong lâu chủ đỏ lên, vội vàng phân phó. Vâng. Liêu Thanh Huấn trưởng lão xoay người đi ra ngoài. Thanh Diệp lâu chịu trách nhiệm thu thập tin tức cảnh nội vương quốc phong hào này, cùng với rất nhiều nước chư hầu cảnh nội thống trị. Đột nhiên xuất hiện một cao thủ như vậy, trước đó tự nhiên không có một chút tin tức nào, chỉ biết là vị thuần thú sư. Thật sự là bọn họ không làm tròn bổn phận. Thực lực của hắn. Mọi người xung quanh kinh ngạc không thể tin được, Mạc Phú trên lưng khiếu thiên thú càng chấn động kinh ngạc muốn chết. Đối phương một đường trưởng thành, nàng tận mắt nhìn thấy được. Vốn tưởng rằng, 4 ngày, cho dù trở thành chí tôn đỉnh phong, cũng yếu nhất. Lực lượng thăng cấp quá nhanh, sử dụng khẳng định có chút không thực và miễn cưỡng. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, ngay cả nửa bước hóa phàm cũng dễ dàng đánh bại. Người này, còn là người sao? Không chỉ thăng cấp nhanh, còn vừa thăng cấp lại củng cố, khí lực trầm ổn. Rốt cuộc làm sao làm được? Một chiêu đánh bay, bản thân bị trọng thương, sắc mặt Lạc Thiên Hồng khó coi, buồn bực sắp phát điên, đầy hối hận. Thế nào lại ngu như vậy? Dễ dàng nghe lời nói dối của Đinh Mục. Có thể làm cho hắn trốn vào danh sư Đường, làm sao có thể đơn giản được. Không dính vào người này, còn có thể bảo vệ được danh dự. Hiện tại hay rồi, mất mặt xấu hổ, cái vị trí đường chủ danh sư Đường này, sau đó sợ rằng sẽ trở thành đích cho tất cả mọi người lên án. Lấy thân phận danh sư nhị tinh, chiến đấu tam tinh, thuộc về dĩ hạ phạm thượng. Xử lý xong ở đây, sẽ cho danh sư Đường một lời giải thích. Tự mình xông đường, về phía danh sư Đường ở Hiên Viên Vương quốc, sẽ có một công đạo. Vung ống tay áo, không đợi đối phương nói, Trương Huyền bực bội nói. Xông đường, là chỉ một mình khiêu chiến một tòa danh sư Đường. Có mâu thuẫn cũng tốt, có vấn đề cũng được, danh sư phạm sai lầm, chỉ cần không phải phản bội nhân tộc, có thể xông qua các loại gông cùm xiềng xích của danh sư Đường, sẽ không có tư cách định tội hắn, tổng bộ cũng không truy cứu nữa.
Sông Đường. Sắc mặt Lạc Thiên Hồng nhất thời trắng bệch. Danh sư Sông Đường, xác suất thành công cực thấp, nhưng chỉ cần thành công, danh sư Đường bị Sông Đường, chẳng khác nào bị hủy, sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ liên minh vạn quốc. Hắn là đường chủ cũng không cần làm nữa, không chỉ sẽ bị mất chức, làm không tốt còn có thể bị triệu hồi tổng bộ điều tra. Dù sao, có thể làm cho một vị danh sư Sông Đường, giải quyết vấn đề, đủ để nói rõ chuyện ầm ĩ đến trình độ nào. Phù phù. Thân thể hắn mềm nhũn, ngã xuống đất. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, nghe nói như thế, dĩ nhiên không lên được một chút tinh thần nào. Linh mục này, rốt cuộc đắc tội một quái vật thế nào? Không để ý tới Lạc Thiên Hồng đã hoảng sợ biến sắc, nói không ra lời. Liếc mắt thoáng nhìn, linh mục lập tức sẽ kết thúc nghi thức, kế vị quốc vương bệ hạ, Trương Huyền tiếp tục đi về phía trước. Ngăn hắn lại cho ta. Chương 730, một lời quát lui ngàn vạn quân thượng hai. Thấy danh sư Đường không ngăn cản được, còn để lại hào ngôn Sông Đường, sắc mặt đinh mục khó coi, hét lớn một tiếng. Rào rào. Dựa theo tiếng la của hắn, rất nhiều binh sĩ xông tới. Các loại binh khí rút ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Thực lực của những binh sĩ cũng không cao, chỉ có đỉnh lực cảnh. Nhưng số lượng người rất nhiều, bao vây xung quanh đài tế thiên này, phải có tới mấy ngàn. Mấy nghìn binh sĩ, liên hợp hình thành công kích. Cho dù nửa bước hóa phàm cũng phải tạm tránh phong quang, không dám cứng rắn va chạm. Trương Huyền, ngươi phải cẩn thận. Sắc mặt Mạc Vũ trở nên trắng bệch. Hai tay khó địch nổi bốn tay. Một đỉnh lực cảnh chưa đủ gây họa, 10 người cũng không tính là gì cả. Nhưng số lượng đạt được hơn 100, hơn 1000 lại khác. Một lực lượng của cá nhân cường thịnh mấy đi nữa, cũng có thời gian phải hết. Cùng mấy nghìn người chiến đấu, dây dưa cũng có thể dây dưa chết ngươi. Đây cũng là nguyên nhân, tán tu không dám đắc tội quốc gia. Trước mặt một quốc gia, cường giả lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là có dũng không có mưu. Phiền toái. Lông mày Kim Tòng Hải cũng nhíu lại một cái. Thân là cường giả hóa phàm cảnh, đối mặt với 1000 võ giả, cũng có thể ung dung trở ra. Nhưng đối mặt với mấy nghìn, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được áp lực nồng đậm. Đại tướng dễ dàng giết, thiên quân khó lui. Thực lực cá nhân cường thịnh mấy đi nữa. Ném tới trong một quân đội huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng sẽ phải chịu trùng kích, rất khó chống lại. Đúng vậy, cái này phiền phức lớn, trừ khi, sử dụng thủ đoạn độc sư. Công tử cũng nhăn mày lại. Đối mặt nhiều binh sĩ như vậy, ngay cả Kim Tòng Hải cũng cảm thấy khó khăn, càng chưa nói tới đối phương. Trương Huyền này vừa rồi biểu hiện tuy rằng có kinh nghiệm, nhưng cùng vị thuộc hạ này của mình, vẫn kém một đoạn rất lớn. Muốn thắng lợi. Trừ khi sử dụng thủ đoạn độc sư, đồng thời hạ độc cho nhiều người như vậy. Nếu không, năng lực quan sát cao tới đâu, lực lượng cường thịnh mấy đi nữa, cũng không có thể thắng được đại quân che già măng mọc. Thủ đoạn của độc sư không thể dùng, bản thân hắn là danh sư, đánh mạnh vào một vương quốc, đã bị người lên án. Một khi sử dụng độc, ta sợ, thân phận thật sự sẽ bị nghi vấn, thậm chí đưa tới danh sư Đường càng cao hơn điều tra, trở thành một vết nhơ lớn trong cuộc đời. Ngụy Dư Thanh không nhịn được mở miệng. Cổ mục điện chủ, thật sự không được, ngươi động thủ đi. Thân là trưởng lão thú đường, đối với nghề nghiệp danh sư này, hắn biết rất nhiều. Nghề nghiệp này, đại biểu cho chính thống của đại lục, hành vi mẫu mực của tất cả mọi người. Đánh mạnh vào một vương quốc, muốn giết thái tử sắp đăng cơ của người ta, bản thân cũng bị nghi ngờ. Một khi lại dùng thủ đoạn của độc sư, sau này cho dù đến tổng bộ danh sư Đường, cũng khó mà phân ra rõ ràng. Nếu thật sự mang danh tiếng xấu, sau này ai còn dám bái sư? Khẳng định tất nhiên sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời, lại không có cách nào rửa sạch. Sau này còn muốn sát hạch cấp bậc cao hơn, cũng không thể nào. Được. Cổ mục điện chủ gật đầu. Lần này nhận mời đi theo, chính là vì chuyện này. Chỉ cần ra tay, cũng coi như báo đáp ơn chỉ điểm của sư thúc tổ. Tạm thời không vội, các ngươi nhìn ánh mắt Trương Huyền. Cổ mục điện chủ đáp ứng. Đang chuẩn bị độc dược, liền nghe được giọng nói của công tử ở bên cạnh vang lên. Ánh mắt, cổ mục điện chủ sửng sốt, vội vàng nhìn sang, quả nhiên cho hắn nhìn ra được có điểm không tầm thường. Bị nhiều binh lính như vậy vây quanh, người thanh niên thân là chí tôn đỉnh phong, hoàn toàn không có chút bối rối, trái lại thần sắc thản nhiên. Quá bình tĩnh, cục diện này đổi lại thành bất kỳ kẻ nào cũng sẽ hốt hoảng, hắn tự nhiên hoàn toàn không để ý. Chỉ sợ hắn đã có đối sách. Nếu không sẽ không bình tĩnh như vậy.
Công tử, nói tiếp. Ngươi đừng có vội vàng ra tay, yên lặng theo dõi tình hình. Ừ. Mọi người đồng thời gật đầu, đồng loạt nhìn xuống dưới, đang muốn suy nghĩ người thanh niên rốt cuộc dùng phương pháp gì, khiến cho những binh sĩ không công kích đối với hắn, liền nghe được phía dưới có một âm thanh vang lên. Con đường tu luyện, quý ở kiên trì, mới có thể tiến bước, có thành tựu. Đỉnh lực cảnh, muốn đột phá ích huyệt cảnh, cần 3 điểm. Đầu tiên, nhận thức chuẩn lực lượng huyệt đạo. Âm thanh sang sảng, từ trong miệng người thanh niên phát ra. Giảng bài. Lúc này giảng bài cái gì? Có phải đầu óc bị đánh hỏng hay không? Vốn cho rằng hắn có đối sách gì, lại nghe được hắn tự nhiên mở miệng giảng bài, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Mỗi một người đều không hiểu nguyên nhân. Làm cái gì? Bị nhiều binh lính như vậy vây quanh, hắn bắt đầu giảng bài. Người người đều cho rằng, hắn qua gây sự, hắn lại đại chiến khắp nơi, khó thua trận. Người người cảm thấy danh sư Đường đứng ra, nhất định sẽ chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, hắn lại mở miệng nói xông Đường, một chút mặt mũi cũng không cho. Hiện tại, lúc mọi người đều cảm thấy, nhất định hắn sẽ huyết tẩy đài tế thiên, hắn lại bắt đầu giảng bài. Ngươi có thể ra bài theo lẽ thường hay không? Ngươi hành động cũng khiến cho người ta không thể nào suy nghĩ được. Mọi người trên lưng man thú đều là vẻ mặt vỡ mộng, không hiểu nổi Trương Huyền phía dưới rốt cuộc muốn làm gì. Không đúng, hắn không phải đang giảng bài. Đột nhiên, công tử, kịp phản ứng, biến sắc, thân thể không tự chủ được run rẩy. Hắn đây là sư ngôn thiên bẩm, một lời trăm địch chạy, một lời diệt vạn quân. Chương 731, một lời quát lui ngàn vạn quân, hạ một. Sư ngôn thiên bẩm, tất cả mọi người đều đầy nghi ngờ. Một vài người có thực lực, đều biết sư ngôn thiên bẩm, đây là năng lực đặc biệt danh sư. Chỉ cần mức độ tâm cảnh đạt được ngoài 3.0, đồng thời nội dung giảng giải. Nhắm thẳng vào chân ý tu luyện, không có sai lầm chút nào, lại có cơ hội tiếp xúc, khiến cho người nghe giảng bài chân khí trong cơ thể tự chủ vận chuyển, nâng cao thực lực. Cái này nghe lợi hại, trên thực tế chỉ cần là danh sư, gần như cũng có thể làm được. Vị Trương Huyền này nếu là cấp thiên tài, lợi hại như vậy, giảng bài thi triển ra cái này, chẳng có gì là lạ. Sư ngôn thiên bẩm là không đáng chú ý, không lợi hại. Nhưng, nếu như đạt được cảnh giới cực kỳ cao thâm, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Hàm răng của công tử run lên, hình như đến bây giờ cũng không thể tin được. Trên làn da có thể so sánh với Triệu Nhã, lộ ra một mảng ửng đỏ. Cảnh giới cực cao thâm. Mọi người càng mê hoặc. Kim lão biết, thân thể ta từ nhỏ không tốt lắm, không có cách nào tu luyện, lại yêu thích đọc sách. Gần như tất cả những quyển sách có thể nhìn, đều đã nhìn qua một lần. Ta từng thấy ở trên một quyển sách cổ có người đề cập qua. Sư ngôn thiên bẩm đạt được cấp bậc cao nhất, hoàn toàn có thể giảng thuật âm của đại đạo, trực tiếp đến tâm linh. Cho dù là kẻ địch nghe được, đều sẽ cam tâm tình nguyện bái phục, miệng gọi lão sư, không dám phản bác. Hít sâu một hơi, khống chế hơi thở có chút gấp rút, công tử không nhịn được mở miệng. Âm của đại đạo, mắt mọi người trợn trừng. Còn có loại chuyện như vậy? Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải nghịch thiên sao? Không quan tâm người nào. Chỉ cần giảng bài, sẽ bái phục. Chẳng phải người trong thiên hạ, đều là, sinh, của hắn, đều là môn của hắn sao? Không đúng. Sắc mặt nhất thời trắng bệch, Ngụy Dư Thanh đột nhiên nghĩ đến một người, đồng tử co lại, không nhịn được nhìn qua. Ngươi nói, chẳng lẽ là thiên nhân Khổng Sư? Có người nói, Khổng Sư Kim Ngôn vừa mở miệng, có hiện tượng thiên địa kỳ lạ. Người nghe được giảng bài, đều gọi là lão sư, vui lòng phục tùng. Cho dù là người lợi hại nhất, muốn giết hắn nhất, cũng sẽ trong nháy mắt bị cảm hóa, không có cách nào phản kháng. Từng có một chuyện cũ được lưu truyền rất lâu, lúc đó Khổng Sư còn chưa có đạt được trình độ danh sư cửu tinh, một người gọi là, đồi, đối với hắn có sự thù địch cực lớn, dường như muốn chém giết. Trải qua hỏi thăm, hắn biết Khổng Sư bình thường giảng bài dưới tàng cây, lại ẩn nấp ở chỗ cành lá rậm rạp, chuẩn bị xong binh khí, dự định tập kích bất ngờ. Kết quả Khổng Sư đi tới dưới tàng cây, trực tiếp mở miệng giảng bài. Vị, đôi, này chỉ nghe vài câu, lại xấu hổ không chịu nổi, từ chỗ ẩn thân nhảy ra, mở miệng gọi lão sư. Nguyên nhân chính là như vậy, Khổng Sư lúc này mới có danh tên truyền thiên hạ, thành lão sư của thiên hạ. Có dạy dỗ không phân loại, một lời thành môn đồ, đây là trong truyền thuyết. Năng lực này Khổng Sư mới có. Chẳng lẽ, vị Trương Huyền này cũng có thể làm được? Không sai. Ta nói chính là Khổng Sư.
siết chặt nắm đấm, toàn thân, công tử, cũng có chút kích động và khẩn trương, sắc mặt có vẻ ửng đỏ. Sư ngôn thiên bẩm của Khổng sư, lại đạt tới loại cảnh giới này, một lời nói ra, thiên địa tùy theo. Một lời nói ra, sông tố nổi lên, một lời chạy trăm địch, một lời phá vạn quân. Theo lời đồn đại, dị linh tộc từng phái ra đại quân ám sát đối với hắn, không thể buông tha. Lúc đó Khổng sư chỉ có một người một xe một con ngựa. Chỉ có điều, ngài hoàn toàn không có chút sợ hãi, mở miệng giảng bài, đao búa lên thân, mặt không đổi sắc. Mấy phút sau, dị linh tộc tán loạn, tự giết lẫn nhau, không lực phản kháng. Nói đến đây, đôi mắt đen nháy của hắn nhìn chăm chú xuống phía dưới. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, việc vị Trương Huyền này làm, và chuyện này rất tương tự sao? Quả thật tương tự. Sắc mặt trở nên trắng bệch, tất cả mọi người đều run lên nhẹ nhẹ. Ý của ngươi là nói, Trương Thú Sư, không đúng, Trương Sư vô cùng có khả năng giảng bài tại chỗ, quát lui những binh sĩ kia. Thân thể thoáng lảo đảo một cái, Ngụy Dư Thanh trưởng lão dù thế nào cũng không thể tin được. Sự tích của Khổng Sư, trên đại lục lưu truyền rất nhiều, phần lớn chỉ thật mà lại như giả, nói không rõ được. Cũng có rất nhiều người nghe nhầm đồn sai, theo gió bắt bóng, khó phân biệt thật giả. Bởi vậy, không ít chuyện, trở thành câu chuyện khi trà dư tửu hậu, không có người nào xem là thật. Chuyện giảng bài quát lui dị linh tộc, hắn cũng nghe qua lời đồn đại, chỉ coi là chuyện cười. Nhưng hôm nay nhìn thấy được vị Trương sư này, trực tiếp giảng bài đối với đám người vây bắt hắn, trong lòng cũng có chút hồi hộp. Ta cũng không biết, chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện này. Nếu Trương sư làm như vậy, khẳng định có mục đích của hắn. Dù sao cũng không có khả năng, chỉ là buồn chán. Công tử, nói. Có phải như vậy hay không, hắn cũng không phải là con giun trong bụng Trương Huyền, cũng không đoán ra được. Công tử không nói, ta còn không cảm thấy. Giải thích như vậy, thật sự có khả năng. Các ngươi nhìn phía dưới. Còn có chút không tin, Ngụy Dư Thanh muốn tiếp tục hỏi thăm, liền nghe được giọng nói của Kim Tòng Hải vang lên. Lúc này sắc mặt Kim Tòng Hải, nghiêm trọng, hai mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đài tế thiên phía dưới, vẻ mặt cũng đầy vẻ khó có thể tin nổi. Theo ánh mắt hắn nhìn xuống, Ngụy Dư Thanh nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy rất nhiều binh sĩ vốn có khí thế hung hăng dự định bao vây tấn công Trương Huyền, có hơn phân nửa ngây người đứng ở tại chỗ, giống như là nhận được bảo vật tốt nhất, vẻ mặt mừng rỡ. Còn lại gần một nửa, còn ném đi binh khí ở trên mặt đất, khoanh chân ngồi dưới đất, lập tức dựa theo ngôn ngữ của đối phương tu luyện. Nói cách khác, vừa rồi cục diện đằng đằng sát khí, trong nháy mắt trở nên hài hòa. Điều này, này, là thật sao? Miệng mở, mắt trợn trừng, thân thể Ngụy Dư Thanh giống như hóa đá, đang không biết phải nói cái gì, liền nghe được phía sau một khí tức cấp bách tuôn ra. Bùm bùm. Ngay sau đó, âm thanh giống như tiếng đậu xào vang lên. Nhìn về phía sau, chỉ thấy Tôn Cường chẳng biết lúc nào, đã chìm đắm trong lời nói của đối phương, chân khí trong cơ thể không chịu sự khống chế vận chuyển, đột phá gông cùng xiềng xích đỉnh lực cảnh, trở thành cường giả ích huyệt cảnh. Một lời phá trướng, quả nhiên là sự thật. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong mắt, đám người, công tử, mỗi một người siết chặt nắm đấm. Nếu như nói vừa rồi không xác nhận được, mà bây giờ, gần như đã xác định. Bình chứng tu vi đỉnh lực cảnh đến ích huyệt cảnh, một lời loại trừ. Chỉ có Khổng sư, bản lĩnh quát lui dị linh tộc quân địch, mới từng có hiệu quả như thế. Cho dù các danh sư khác có thể làm được chuyện chân khí tự chủ vận chuyển, đột phá cảnh giới, cũng cần tích lũy và thời gian nhất định. Từ khi Trương Huyền giảng bài đến bây giờ, mới bao lâu? 20 lần hít thở. 30 lần hít thở. Tối đa chỉ có 40 lần hít thở. Nói cách khác, thời gian không tới một phút, vị Tôn Cường này không chỉ trầm mê trong đó, tự chủ vận chuyển chân khí, còn thuận lợi đột phá đỉnh lực cảnh. Phần năng lực này, đừng nói là danh sư tam tinh, cho dù bọn họ đã thấy danh sư tứ tinh đỉnh phong lợi hại nhất, cũng còn xa mới làm được. Mau nhìn những bách tính bình thường xem náo nhiệt. Cổ Mục nói tiếp. Mấy người lại nhìn lại. Chỉ thấy bách tính bình thường vốn ở xung quanh xem náo nhiệt, lúc này cũng ngồi xuống một đám lớn, dựa theo ngôn ngữ trong miệng Trương Huyền tu luyện. Âm thanh giống như tiếng đậu xào, tiếng pháo liên tiếp vang lên. Không biết có bao nhiêu người đột phá. Những người này, là cư dân sinh trưởng ở địa phương Hiên Viên Vương Quốc, đối với vương thất có tình cảm khác thường. Ban đầu, vị thanh niên này xông thẳng đài tế thiên, gây bất lợi đối với thái tử điện hạ, bọn họ hết sức căm hận chán ghét. Mà giờ khắc này, loại vẻ mặt này đều biến thành tin tưởng và nghe theo và cảm kích.
Tán tu, không có danh sư chỉ điểm, không có công pháp lợi hại, đừng nói một cấp lớn, cho dù là một cấp bậc nhỏ, cũng phải tiêu tốn vô số tinh lực. Mà giống bây giờ, nghe nói mấy câu lại phá cảnh, tuyệt đối là trước đó dù thế nào cũng không ngờ được. Nói cách khác, trong thời gian nháy mắt, từ căm giận biến thành kính phục và cảm ơn. Nhận được Trương Huyền chỉ điểm, đã có nửa nghĩa sư đồ. Điều này, làm sao có thể như vậy? Thanh Diệp lâu, Đới Phong lâu chủ nắm chặt khung cửa sổ, nhìn trước mắt biến đổi khác thường, cũng đầy vẻ mê muội. Làm một đầu lĩnh lấy thu thập tin tức mà sống, loại tình cảnh một lời phá chướng này, tự nhiên hắn đã nghe nói qua. Vốn tưởng rằng chỉ là một lời đồn đại, không nghĩ tới, lại là sự thật. Một danh sư lợi hại như vậy, đi tới Hiên Viên Vương Thành, tự nhiên hắn cái gì cũng không biết. Thanh Diệp lâu sợ rằng sau này cũng không cần mở lại nữa. Không được, ta muốn đích thân đi thăm dò, xem vị Trương Huyền này, rốt cuộc là ai. Đinh Mục Thái Tử, rốt cuộc làm sao lại đắc tội với một tồn tại như thế. Nghĩ đến điểm này, khóe miệng hắn giật một cái, lại cũng đợi không được, trực tiếp phóng về phía dưới lầu. Nhân vật lợi hại như vậy, Thanh Diệp lâu làm cơ cấu tin tức, hoàn toàn không biết, quả thực quá thất bại. Người này, mình không tự mình đi điều tra, tuyệt đối sẽ cảm thấy ngủ cũng không ngon. Các ngươi muốn làm gì? Đừng nghe hắn nói bậy, mau giết hắn. Mọi người ngây người ra, Đinh Mục Thái Tử lại có chút phát điên, giống lớn. Bố trí một quân đoàn, trấn thủ tại chỗ này, chính là sợ vị thanh niên này dùng gia pháp bảo đáng sợ kia. Hiện tại đối phương không sử dụng gia pháp bảo, nhưng vừa giảng bài, tất cả mọi người ngây người. Làm cái gì vậy? Các ngươi nhanh đi giết hắn đi, nghe giảng bài cái gì? Cũng không phải lớp học. Ta hiện tại ra lệnh cho các ngươi, nhanh động thủ. Cắn răng một cái, Đinh Mục Thái Tử tiếp tục quát lớn. Ai biết hắn còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy rất nhiều binh sĩ đồng thời quay đầu lại. Im lặng, ầm ầm, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh giống như thành đồng, âm thanh giống như núi. Nhiều đỉnh lực cảnh như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện, cường giả ích huyệt cảnh, đồng thời mang theo phẫn nộ quát mắng, âm thanh giống như là sấm sét cửu thiên, cắt qua bầu trời, đổ ập xuống chân áp. Phụt, bị sóng âm trùng kích, Đinh Mục Thái Tử còn chưa có kịp phản ứng, đã cảm thấy lỗ tai chấn động, miệng mũi đồng thời chảy ra máu tươi. Thậm chí mắt hắn cũng đầy tơ máu, hình như bất cứ lúc nào cũng có máu tươi chảy xuôi. Mấy nghìn binh sĩ, liên hợp công kích, ngay cả cường giả hóa phàm cũng phải tránh né, càng chưa nói tới hắn một chí tôn hậu kỳ nho nhỏ. Các ngươi, liên tục lui về sau chừng 10 bước, Đinh Mục Thái Tử cảm thấy sắp phát điên rồi. Đây chính là binh lính của hắn, ăn của vương thất, huấn luyện nghìn ngày, vốn định dùng binh một giờ. Kết quả, tất cả đều phản chiến, ra tay đối với chính mình. Làm cái gì vậy? Toàn thân hắn không ngừng co giật. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 732, một lời quát lui ngàn vạn quân, hạ 2. Hắn mắt đỏ ửng nhìn về phía Trương Huyền đang ở giữa rất nhiều binh sĩ giảng bài, cắn chặt hàm răng. Không phải giết một đệ tử của ngươi thôi sao? Về phần đuổi qua, không tiếc đánh bị thương danh sư Tam Tinh, cùng với đường chủ danh sư Đường, thậm chí khiến cho nhiều binh sĩ của ta lâm trận phản chiến như vậy sao? Đáng giận, đáng giận. Trong lòng hắn rít gào, đang muốn sử dụng biện pháp gì đó, khiến cho những binh sĩ hồi tâm chuyển ý, hạ thủ đối với người này. Chỉ thấy người thanh niên đang đứng thẳng ở chính giữa ngạo nghễ, không ngừng giảng bài đột nhiên ngừng lại, nhìn quanh một vòng. Hành lễ đi. Lời nói vừa kết thúc, mấy nghìn binh sĩ, vô số quần chúng vây xem xung quanh, đồng loạt quỳ mọp xuống đất, lộ ra sự cung kính và ngoan đạo. Lập tức, âm thanh vang lên. Chúng ta bái kiến lão sư. Là lễ nửa sư, nhiều người như vậy vui lòng phục tùng bái sư. Trên lưng khiếu thiên thú, Mạc Vũ nuốt miệng nuốt bọt, cổ họng khô khốc. Đã sớm biết vị thanh niên này ở trên thiên phú danh sư, vượt xa người bình thường. Nhưng nàng vẫn không nghĩ tới, giảng bài một hồi, khiến binh sĩ, quần chúng ở đài tế thiên cam tâm tình nguyện mở miệng gọi lão sư. Nghĩ nửa sư, mặc dù tình nghĩa không sâu đậm bằng sư sinh, nhưng cũng vượt xa tình nghĩa bình thường. Học sinh giống như thế hệ con cháu, cung kính lễ độ, không dám phản bác. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Trương Huyền giống như đế hoàng, chắp hai tay ở sau lưng, yên tĩnh chờ người khác bái lại xuống. Ninh Mục đang tiếp thụ lên ngôi, nực cười giống như con khỉ gỗ. Mấy nghìn người bao vây tấn công,
Hắn mặt không đổi sắc, giảng bài khiến mọi người trở thành nửa học sinh của hắn. Trương Huyền, có lẽ ngươi thật sự có thể ở trong thi đấu danh sư, một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc, nổi danh khắp thiên hạ. Nắm tay nhỏ nhắn siết chặt, Mạc Vũ kích động mắt ửng đỏ. Đây mới thật sự là thiên tài, ai không phục, chỉ có một phương thức, nghiền ép. Cần gì quan tâm ngươi là cao thủ, cường giả hay quyền thế ngập trời, ở trước mặt năng lực tuyệt đối, cũng không có tác dụng. Có thể dự đoán được, nếu hắn thật sự tham gia trận thi đấu lớn danh sư ở Liên minh Vạn Quốc, nhất định sẽ quấy đảo mưa gió, làm cho cả Liên minh đều thoáng khiếp sợ. Nói một hồi, là có thể khiến cho nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện trở thành học sinh. Không chỉ đối với sư môn thiên bẩm, khống chế đến cảnh giới cực cao thâm, quan trọng hơn chính là mức độ tâm cảnh thấp nhất cũng muốn đạt được 12.0 mới có thể làm được. Nói cách khác, trên phương diện tâm cảnh mà nói, dĩ nhiên không kém gì danh sư tứ tinh. Lạc Thiên Hồng lại khác, hàm răng hắn run rẩy, giống như là rơi vào hố băng, toàn thân đều phủ xương lạnh. Cho dù, công tử, đọc sách nhiều hơn nữa, dù sao cũng không phải là danh sư, đối với rất nhiều chuyện không rõ biết, nói được bề ngoài. Sư Ngôn Thiên Bẩm, tuy rằng yêu cầu rất thấp, chỉ cần nội dung giảng giải nhắm thẳng vào chân ý tu luyện, là có thể khiến cho người ta tự chủ tu luyện. Có thể khiến cho nhiều người như vậy đồng thời trầm mê, đều phá trướng, mở miệng gọi, lão sư, vậy không dễ. Đối với mức độ tâm cảnh có yêu cầu cực lớn. Không nói gì khác, vừa rồi trong lời nói của đối phương, nhộn nhạo phát ra dao động hoa văn, khiến người ta giống như tắm trong gió xuân, không tự chủ được tin tưởng và nghe theo. Chỉ bằng vào điểm ấy, là có thể phán đoán, chỉ ít đạt tới ngoài 12.0. Danh sư, 3.0 là một cấp bậc, mức độ ngoài 12.0, nói cách khác, so với danh sư tứ tinh, cũng không kém chút nào. Một người chưa đủ 20 là danh sư tứ tinh. Đây rốt cuộc là một quái vật thế nào? Không phải nói, chỉ là một danh sư nhị tinh sao? Không phải nói, chỉ là một người liều lĩnh từ địa phương nhỏ tới sao? Sớm biết là lợi hại đến biến thái, đánh chết hắn cũng không dính vào. Lạc Thiên Hồng, Bạch Thần nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được vẻ kinh hoàng và hối hận. Hận không thể xé nát tên Đinh Mục Thái tử kia. Sợ nhất chính là loại đồng bạn giống như heo này. Lần này thật sự bị người này hãm hại thảm. Đường chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Cố nén thương thế trên người, vẻ mặt Bạch Thần buồn bã giống như đưa đám. Ban đầu bị đối phương đánh cho trọng thương, còn muốn báo thù rửa hận. Nay biết mức độ tâm cảnh của đối phương có khả năng vượt qua 12, hắn lại không còn tâm tư nữa. Danh sư khó thăng cấp nhất chính là tâm cảnh. Chỉ cần đạt được, dựa theo thời gian trôi qua, tu vi tăng lên, trở thành danh sư tứ tinh, quả thực là chuyện ván đã đóng thuyền. Trả thù một danh sư tứ tinh tương lai sao? Hắn thật đúng là không có lá gan này. Trở lại chuẩn bị một chút, để cho hắn xông đường. Chỉ hy vọng không xông qua được, vậy chuyện còn có đường sống hóa giải. Một khi thông qua, cũng chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Thần sắc cô đơn, Lạc Thiên Hồng lắc đầu. Xông không qua, còn có thể bán một nhân tình, nhận được lượng thứ. Thành công, người ta đã đứng ở điểm đạo đức chí cao, cho dù muốn hóa giải, cũng vô ích. Chuyện gì thế này? Thế nào lại đắc tội một người như vậy? Thân thể cứng ngắc hắn, còn muốn nói gì, liền thấy người thanh niên đứng ở chính giữa, chắp hai tay ở sau lưng, lạnh lùng nhìn quanh một vòng, giọng nói tràn ngập uy nghiêm vang lên. Nếu gọi ta là sư, ta muốn giết người này, còn ngăn cản không? Sau khi trở thành danh sư được trời thừa nhận, Trương Huyền không chỉ nhận được mắt minh lý, Sư Ngôn Thiên Bẩm cũng nhận được tiến bước cực lớn. Khiến cho những người này thuận lợi đột phá, thành học sinh của mình, vô cùng đơn giản. Chúng ta không dám. Lão sư nếu như không muốn bẩn tay, các học sinh có thể làm thay. Đinh Mục Vương Tử, mặc dù thân là thái tử, việc xấu không ít. Chúng ta đã sớm muốn động thủ với hắn, vẫn không dám. Lão sư chỉ cần ra lệnh một tiếng, nguyện ý ra tay cho lão sư. Xôn xao. Mọi người bao vây tấn công, nhường ra một lối đi. Đồng thời cũng có không thiếu người kêu lên. Đinh Mục thân là thái tử, cực kỳ hiếu chiến, bảo thủ, làm ra không ít việc xấu. Không ít binh sĩ đều giận mà không dám nói gì. Lúc này nhận được ân huệ của lão sư, bọn họ không e ngại nữa. Các ngươi, ban đầu, đối mặt nhiều binh sĩ đột nhiên phản bội như vậy, lại cảm thấy vô cùng uất nghẹn. Nghe nói như thế, Đinh Mục thiếu chút nữa thì không thể nổi, lập tức hôn mê.
vương quốc người ta khác đều nuôi một đám binh sĩ bách chiến bách thắng, cam tâm tình nguyện thần phục vì vương thất, chết còn không sợ. Phía bên mình rốt cuộc nuôi một đám người gì vậy? Bảo bọn họ giết người, cái này thì hay rồi, trực tiếp bái sư, muốn giết mình, còn có thể, làm thay. Làm thay em gái ngươi. Ta là thái tử, là quốc vương sắp kế vị của Hiên Viên vương quốc, làm sao có thể bị loại đám các người rác rưởi các ngươi chém giết. Muốn giết chết ta, không dễ dàng như vậy, đưa vương miện cho ta. Sắc mặt dữ tợn, khuôn mặt đinh mục vặn vẹo. Mạng của ta là do ta, ai cũng đừng mong động thủ. Hét lớn một tiếng, hắn lao thẳng về phía lão quốc vương Đinh Sùng đang đứng bên cạnh, đưa tay đoạt lấy vương miện đặt ở trên đầu của mình. Lúc này, không cần quan tâm tới nghi thức gì đó, quy tắc pháp luật gì đó nữa, hắn đi vài bước đến vương tọa giữa đài tế thiên, xoay người ngồi xuống. Ta bây giờ là quốc vương của Hiên Viên vương quốc, được liên minh vạn quốc bổ nhiệm. Ta xem các ngươi, ai dám đụng đến ta. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, rít gào một tiếng. Đội vào vương miện, ngồi ở vương vị, đại biểu hắn đã là quốc vương bệ hạ của Hiên Viên vương quốc, nhận sự che chở của liên minh vạn quốc. Đừng nói một danh sư nhị tinh, cho dù là danh sư tứ tinh, muốn động thủ với hắn, cũng phải hỏi thăm liên minh trước. Nếu không, bất kỳ quốc chủ nào cũng có thể tùy tiện chém giết. Liên minh tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa? Liên minh, bảo vệ sự thống nhất của rất nhiều vương quốc, bên trong tranh đấu có thể. Một người lại muốn tàn sát một nước, chém giết quốc vương, đây là chuyện kiên quyết không cho phép xuất hiện. Chuyện này, cái này nguy rồi. Binh sĩ vừa muốn thay Trương Huyền động thủ, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ do dự. Giết một thái tử, quốc vương còn có thể lập người khác lên làm người kế vị. Giết chết một vị bệ hạ, chẳng khác nào đang khiêu chiến uy nghiêm của liên minh vạn quốc. Chuyện này, sắc mặt Trương Huyền cũng trầm xuống. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, người này bị ép buộc, tự nhiên không biết xấu hổ như vậy, không quan tâm tới nghi thức, trực tiếp khoác hoàng bào, thành quốc vương. Hắn lại muốn giết, tuyệt đối phiền phức không ít. Ha ha, ta là quốc vương bệ hạ, do liên minh vạn quốc ban tặng phong hào. Ngươi dám động thủ với ta, có tư cách động thủ với ta sao? Thấy mọi người do dự, Đinh Mục cất tiếng cười to, đắc ý nói không nên lời. Bị đối phương truy sát, hắn lại nghĩ xong đường lui, chờ chính là hôm nay. Ngươi lợi hại, thiên phú cao, thực lực mạnh, còn có một lão sư tốt. Nhưng ta cũng không kém. Phía sau ta có vương quốc phong hào, còn có liên minh vạn quốc. Loại thân phận này, cho dù có sai, cũng chỉ có liên minh mới có tư cách thẩm tra. Ngươi một danh sư nhị tinh. Không xứng. Còn nữa, tất cả đám người các ngươi, ăn lộc của vương quốc, lại phản bội vương quốc. Toàn bộ đều phải chết. Lại điên cuồng hét lên, Đinh Mục đầy dữ tợn. Chúng ta, sắc mặt mọi người đều trắng bệch. Thái tử và quốc vương mặc dù chỉ chênh lệch một chút, ở một quốc gia, lại chẳng khác nào kém một tòa núi cao khó có thể vượt qua. Thái tử không có quyền chém giết nhiều binh sĩ như vậy. Nhưng quốc vương lại có quyền lợi này. Trương Huyền, vừa rồi lạc đường chủ nói giảng hòa. Ngươi không đồng ý. Mà bây giờ, cho dù ngươi muốn giảng hòa cũng đã muộn. Cười nhạo Trương Huyền xong, Đinh Mục vênh váo tự đắc nhìn về phía mọi người, mang theo thái độ và hành động của quốc vương bệ hạ phải có. Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội lấy công chuộc tội. Chỉ cần giết chết người từ ngoài đến này, ta có thể bỏ qua đối với chuyện các ngươi vô lễ trước đó. Thậm chí còn có thể khiến cho các ngươi thăng quan tiến tước, cho các ngươi hưởng thụ phú quý vô cùng. Thế nào? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn kháng mệnh, chống lại mệnh lệnh của quân vương? Thấy mọi người do dự, Đinh Mục nhìn quanh, khí thế đế vương trấn áp tất cả mọi người ở đó. Ong! Hắn còn chưa nói dứt lời, một ngọc bài bay tới, ánh sáng bắn ra, soi sáng khắp nơi. Trên không trung vẽ ra một hình ảnh cực lớn. Phía trên bốn chữ lớn liên minh vạn quốc. Ngay sau đó một giọng nói nặng nề vang lên. Kế thừa vương vị, cần sớm báo trước chuẩn bị. Nắm giữ nghi thức hoàn chỉnh. Đinh Mục không để ý quy định, tự ý cướp đoạt vương quyền, liên minh không thừa nhận. Âm thanh vang vọng khắp nơi, chấn động tới mức tầng mây cũng có chút lắc lư. Là, thủ lệnh của đặc sứ liên minh vạn quốc. Trong đám người không biết có ai kêu lên. Chương 733, Hiên Viên Đại Trận 1. Lặng ngắt như tờ. Đinh Mục vừa tuyên bố mình trở thành quốc vương nắm giữ quyền lợi trí cao vô thượng, cái này lại tới. Tất cả mọi người trong toàn bộ đài tế thiên choáng váng. Liên minh vạn quốc cách nơi này chừng mấy chục vạn dặm.
cho dù ngồi man thú chí tôn đỉnh phong, cũng cần hơn 10 ngày mới có khả năng đi tới. Trực tiếp truyền đến thủ lệnh đặc sứ, khó tránh khỏi quá nhanh đi. Điều này, không có khả năng, không có khả năng. Trong mắt sắp rơi trên mặt đất, Đinh Mục cũng muốn phát điên rồi. Chơi ta hay sao? Lúc này mới vừa lên quốc vương, làm cho đối phương không dám động thủ. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, sao cái này lại xuất hiện? Hắn còn hiệu lệnh thiên hạ thế nào? Làm cho người tin phục thế nào? Vương quốc Phong Hào, là liên minh vạn quốc phong. Người sau không thừa nhận, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bệ hạ, cái này, là thủ lệnh đặc sứ thật sự, ta đã từng thấy qua. Thấy hắn nghi ngờ, một đại thần vẻ mặt khẩn trương đi tới. Thủ lệnh đặc sứ, đại thiên dò xét, bốn chữ liên minh vạn quốc, có chứa uy nghiêm đặc biệt, bất kỳ kẻ nào cũng không thể bắt chước ra được. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn liền biết, tuyệt đối là sự thật. Người đâu, tả tướng hầu ngôn loạn ngữ, ảnh hưởng tới nền tảng lập quốc, dùng trượng đánh chết ngay tại chỗ. Vốn đã điên cuồng, thấy người này không có mắt như vậy, Đinh Mục chợt quay đầu lại, lớn tiếng quát mắng. Điện hạ, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, cũng không biết nên tuân theo hay từ chối. Các ngươi, thấy vị quốc vương như hắn ra lệnh, không ai để ý tới, Đinh Mục tức giận, hai mắt đỏ ửng, đang muốn tiếp tục, liền nghe được một giọng nói khe khẽ vang lên. Liên minh vạn quốc không thừa nhận, quốc vương ngươi chính là giả. Không có người nào sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi được. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Trương Huyền đã đi tới cách đó không xa, lạnh lùng nhìn qua. Thật ra, đến bây giờ hắn cũng có chút nghi ngờ. Ban đầu, hắn đã có dự định xấu nhất, không quan tâm đối phương có phải là quốc vương hay không, hắn đều sẽ ra tay. Không nghĩ tới gặp phải cảnh tượng liên minh vạn quốc không thừa nhận như vậy. Thứ này xuất hiện, đại biểu thân phận quốc vương của đối phương danh không chính ngôn không thuận. Cho dù giết, cũng không ai dám nói cái gì. Không nghe mệnh lệnh của ta lại như thế nào? Ngươi lẽ nào cho rằng ta không có bọn họ, ta sẽ sợ ngươi? Thực lực của ngươi tuy rằng rất lợi hại, nhưng muốn giết chết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Không có vị trí quốc vương, thuộc hạ lại không ra lệnh được, danh sư Đường lúc này lại không đứng ở bên phía hắn. Đinh Mục biết, ngoại trừ liều mạng, dĩ nhiên không còn đường nào khác. Mặt mũi hắn dữ tợn giống như sói đói, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mắt. Đột nhiên hắn đưa tay về phía trước, cầm Ngọc Tỷ vương vị trước đó ở trong lòng bàn tay. Ngọc Tỷ ở trong tay, khí chất toàn thân hắn thay đổi, dường như trở thành một ngọn núi cao, chấn áp khắp nơi. Khí tức mạnh mẽ, ngay cả nửa bước hóa phàm cũng phải tạm tránh ngọn núi hắn. Ninh thị một môn ta có thể có được đất đai màu mỡ phạm vi hơn 10 vạn cây số thành lập vương quốc, được ban cho phong hào, truyền thừa nghìn năm không đổ, vương quốc khác không dám tới tập kích, không phải chỉ đơn giản dựa vào man lực, mà là trận pháp. Thiên viên vương thành trải qua nhiều năm giữ gìn, các loại kiến trúc, dung hợp nhật nguyệt ngôi sao, từ lâu hình thành một đại trận tứ tinh sơ kỳ. Muốn giết chết ta, ngươi chết trước đi. Cho dù không làm quốc vương, ta cũng sẽ kéo ngươi chôn cùng. Hắn rít gào một tiếng, Ngọc Tỷ trong tay bay ra, trong nháy mắt dẫn động trận pháp. Toàn bộ vương thành, giống như là bị kích hoạt, một uy áp cường đại đến cực điểm, từ trên bầu trời ép xuống. Tất cả mọi người ở tại chỗ, cả đều cảm thấy trên người căng thẳng, giống như bị một trận pháp giam cầm thân hình, chỉ cần lộn xộn, sẽ bị dễ dàng chém giết. Là, Hiên Viên Đại Trận, hắn tự nhiên khởi động Hiên Viên Đại Trận. Trong đám người, một đại thần sắc mặt nhất thời trắng bệch, toàn thân mềm nhũn, ngồi ngã xuống đất. Hiên Viên Đại Trận, đó là cái gì? Không ít người cũng không biết chuyện, một người không nhịn được hỏi. Theo lời đồn đại, lão tổ lập quốc Hiên Viên Vương Quốc, là một vị trận pháp sư cường đại. Sau khi thống nhất vương quốc, thành lập quốc gia, chọn chúng chỗ này, lấy sơn mạch, sông, các loại kiến trúc làm trận cơ, kiến tạo một đại trận nghịch thiên. Cho dù cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, rơi vào trong đó, cũng có thể dễ dàng chém giết. Trận pháp này, do Ngọc Tỷ kích hoạt, là bảo vệ cuối cùng của cả vương quốc. Một khi sử dụng, tất cả mọi người ở tại chỗ đều không chống lại được. Vị đại thần này không ngừng run rẩy. Vừa rồi, Đinh Mục phân phó mọi người chém giết vị danh sư này, ai cũng không có nghe theo. Hiện tại thì hay rồi, khởi động đại trận, giam cầm tất cả mọi người ở trong đó. Nếu hắn thật sự muốn tính sổ, chống đỡ như thế nào? Nghe nói như thế, cảm nhận được trận pháp xung quanh cuồng bạo tàn sát bừa bãi, mọi người cũng đều hoảng sợ biến sắc. Vốn tưởng rằng không ai nghe theo mệnh lệnh,
thực lực bản thân hắn lại cùng đối phương chênh lệch quá xa, đã không đáng để lo ngại. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, phía sau còn ẩn giấu một thủ đoạn như vậy. Trận pháp ngay cả hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng có thể chém giết, sợ rằng dĩ nhiên đạt tới tứ phẩm. Thực lực không đạt được, là tuyệt đối không trốn thoát được. Xem ra, lần này thật sự kết thúc. Ngươi là, đặc sứ của Liên minh Vạn Quốc. Phía dưới hoảng loạn thành một đoàn, trên lưng man thú giữa không trung, Ngụy Dư Thanh nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, siết chặt nắm đấm. Từ độc điện, hắn chỉ biết vị, công tử, này thân phận rất cao, địa vị được tôn sùng, bằng không cũng không có khả năng khiến cho lão sư của cổ mục, đường đường là độc sư tứ tinh, cung kính tuân mệnh. Nhưng dù vậy, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, lại là đặc sứ của liên minh. Đặc sứ cầm lệnh bài trong tay, giống như quốc vương bệ hạ liên minh đích thân tới. Bất kỳ vương quốc chư hầu nào dám cả gan nghi vấn, có thể giết trước, báo lại sau. Có thể nói, chỉ cần ở cảnh nội liên minh, nắm giữ quyền lợi vô thượng. Người cầm quyền lớn như vậy trong tay, cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Chương 734, Hiên Viên Đại Trận 2. Nếu không tận mắt nhìn thấy hắn ném ra lệnh bài, xuất hiện cảnh tượng vừa rồi, cũng không thể tin được là sự thật. Ừ, công tử, gật đầu, cũng không giải thích, mà cúi đầu nhìn về phía trận pháp bên dưới đã vận chuyển, lông mày nhăn lại. Một lát sau, hắn nhìn về phía lão nhân bên cạnh. Có thể có biện pháp phá giải không? Công tử biết, ta cũng không am hiểu trận pháp. Sắc mặt Kim Tòng Hải nhất thời đỏ lên. Mặc dù là cường giả hóa phàm cảnh, nhưng hắn chỉ tinh thông sử dụng độc. Đối với trận pháp hắn cũng không am hiểu, trận pháp phía dưới này, khổng lồ rộng lớn. Cho dù là trận pháp sư tứ tinh sơ kỳ thật sự qua, cũng rất khó giải quyết, huống gì hắn. Trận pháp này, mượn sơn xuyên địa thế, hơn nữa thời gian bố trí lâu, chưa bao giờ dùng qua, từ lâu hội tụ năng lượng cường đại. Đừng nói ta sợ, cho dù Khang Đường chủ tới, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Có chút do dự, vị lão sư này của cổ mục, tiếp tục nói. Cho dù không am hiểu trận pháp, thân là cường giả hóa phàm cảnh của Liên minh Vạn Quốc, năng lực quan sát và kiến thức vẫn phải có. Hắn có thể dễ dàng nhìn ra được sự đáng sợ của trận pháp này. Đừng nói hắn, chỉ sợ cho dù là Khang Đường chủ, cũng không có cách nào giải quyết. Khang Đường chủ không chỉ là đường chủ danh sư đường, cũng là trận pháp đại tông sư lợi hại nhất trong cả Liên minh Vạn Quốc. Hắn cũng phá giải không được, đủ thấy sự đáng sợ. Ta biết trận pháp này lợi hại. Vậy, ngươi có thể có biện pháp cứu hắn hay không? Công tử, không nhịn được nói. Phá giải trận pháp và cứu một người ở trong trận pháp hoàn toàn khác nhau. Cái sau hẳn đơn giản hơn nhiều. Không có cách nào. Kim Tòng Hải lại lắc đầu, nói. Trận pháp này, tích góp đại thế, uy lực vô cùng, cướp đoạt sinh sát. Tất cả trận pháp sư chỉ cần một ý niệm, muốn phá vỡ, chỉ ít cần phải 16 vị cường giả hóa phàm, ở 16 phương hướng vị trí đặc biệt. Cho dù đơn thuần là cứu người, cũng ít nhất phải 5 người thực lực như ta, đồng thời ra tay, mới có khả năng ngăn cản. Uy lực của trận pháp, cấp bậc là quan trọng nhất. Thứ hai, chính là phạm vi và kích thước trận pháp. Bố trí phạm vi càng lớn, cấp bậc cũng lại càng mạnh mẽ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao uy lực trận bàn nhỏ. Đại trận phía dưới này, căn cứ vào toàn bộ địa thế Hiên Viên Vương Thành xây thành, diện tích không dưới mấy trăm cây số. Lại tích góp năng lượng hơn nghìn năm, chưa bao giờ dùng qua. Một khi sử dụng ra, tất nhiên long trời lở đất, khiến người ta phải liếc mắt nhìn. Mặc dù hắn là cường giả hóa phàm, gặp phải sát trận cường đại như vậy, có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ. Cứu người, căn bản không có khả năng. Vậy, làm sao bây giờ, người biết, hắn chính là Liễu Trình. Nghe vị hộ vệ này của mình cũng cứu không được, công tử có chút lo lắng. Đừng có gấp, thật sự không được. Cùng lắm thì ta lại xông vào thử xem. Kim Tòng Hải cắn răng. Hắn biết ân tình của, Liễu Trình, y sư đối với công tử. Lần này đặc biệt từ Liên minh Vạn Quốc đi ra, chính là vì tìm hắn. Nếu như tận mắt nhìn thấy được hắn chết ở trước mặt, còn không phải hối hận tới chết sao? Xông cái gì? Hai người còn chưa nói dứt lời, trong phòng vang lên một giọng nói nghi ngờ. Lập tức mọi người liền nhìn thấy Tôn Cường đã tu luyện xong, một lần nữa đứng dậy. Lúc này Tôn Cường không chỉ củng cố tu vi ích huyệt cảnh, thậm chí còn mở ra đủ 3 chỗ huyệt đạo, khí tức 10 phần, tinh thần sung mãn. Trương Huyền vừa dùng sư ngôn thiên bẩm, đối với người cấp bậc khác hiệu quả không lớn,
nhưng đối với đỉnh lực cảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá như hắn mà nói, có trợ giúp cực lớn. Thiếu gia nhà các người bị đại trận của Đinh Mục vây khốn, vô cùng nguy hiểm. Ngươi nếu có thể liên hệ với Dương Sư, tận dụng thời gian. Ta sợ, hắn lại có thể không kiên trì nổi. Nhìn hắn tu luyện xong, công tử, vội hỏi. Nói thật, vừa rồi, thời điểm ném ra thủ lệnh đặc sứ, đáng lẽ phải trực tiếp bắt Đinh Mục này lại. Nếu thật sự làm như vậy, cũng không đến mức xuất hiện loại tình huống này. Qua báo ân, ân gì cũng chưa báo, ngược lại hại ân nhân chết ở trước mặt, bảo hắn còn có mặt mũi nào trở lại. Hắn thấy, nếu như không phải hắn ném ra thủ lệnh, cũng sẽ không ép được Đinh Mục cùng đường, trực tiếp kích hoạt đại trận. Trận pháp, xuyên qua cửa sổ xuống, liếc mắt thoáng nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt Tôn Cường không quan tâm. Còn tưởng rằng chuyện gì lớn, lại là thứ này, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Không nghe lời này còn tốt, vừa nghe nói như thế, Kim Tòng Hải thoáng lảo đảo, thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi cũng biết trận pháp này là cái gì sao? Lại lợi hại tới mức nào sao? Phía dưới lại là thiếu gia của ngươi, bị trận pháp cường giả hóa phàm cảnh cũng không có cách nào bài trừ vây khốn. Ngươi tự nhiên hoàn toàn không có chút lo lắng, còn là vẻ mặt không có vấn đề gì. Là ngươi trái tim lớn, hay đầu óc có bệnh? Không biết. Tôn Cường vẫy bàn tay một cái. Cũng không cần biết, trận pháp nhỏ nhỏ mà thôi, không tính là gì cả. Thiên Huyền Vương quốc ngay cả trận pháp sư cũng không có. Hắn làm xoa hiểu trận pháp gì đó. Nói thật, cho dù đơn giản nhất, đặt ở trước mặt hắn, hắn xem cũng không hiểu. Tuy rằng không biết, nhưng cảnh tượng đại náo lâm gia, hắn đã sớm nghe đám người Triệu Nhã nói tới mấy trăm lần. Lại thêm hắn tận mắt nhìn thấy được thiếu gia đạp một cước dừng trận pháp tổ trạch của Lộ Trung. Hắn biết thiếu gia lý giải đối với trận pháp, không ai bằng. Nói cách khác, thứ này đối với người khác mà nói, khủng khiếp đến cực điểm. Nhưng đối với thiếu gia mà nói, vô hiệu, không tính là gì cả, trận pháp nho nhỏ mà thôi, ngươi chính là làm hạ nhân như vậy sao? Sắc mặt trầm xuống, ngực công tử, lên xuống, toàn thân thiếu chút nữa nổ tung. Chương 735, tâm cảnh thông minh, 1. Hạ nhân khác, nhìn thấy thiếu gia nhà mình bị vây nhốt, khẳng định sốt ruột tìm người khắp nơi. Người này thì hay rồi, hoàn toàn cũng không lo lắng. Còn là bộ dáng này. Ngươi rốt cuộc là hạ nhân, hay là kẻ thù? Đây chính là đại trận ngay cả Khang Đường chủ cũng không nhất định có thể phá giải. Dáng vẻ không thèm quan tâm, là tâm lớn, hay ước gì thiếu gia nhà các ngươi chết ở chỗ này? Công tử, sắp xỉu vì tức, Ngụy Dư Thanh ở một bên, mắt cũng giật loạn. Nếu không phải Trương Huyền trịnh trọng nói với mình, người này chính là hạ nhân của hắn, muốn mình bảo vệ thật tốt, Ngụy Dư Thanh cũng cảm thấy. Rốt cuộc người này có phải là giả mạo hay không? Làm hạ nhân, chủ nhân bị vây nhốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, hắn không có bất kỳ lo âu nào, vẻ mặt còn thản nhiên không để ý. Khắp thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có độc nhất người này. Thế nào? Bị đối phương quát mắng, Tôn Cường không hiểu nguyên nhân. Ta đi xuống, Dương Sư có ân đối với ta, học sinh của hắn rơi vào cảnh khốn cùng, không thể không cứu. Thấy người ngu ngốc này căn bản không có dự định tìm kiếm Dương Sư cứu người, Cổ Mục lười cùng hắn tiếp tục dây dưa, không nhịn được nói. Cứu người. Lúc này Tôn Cường mới hiểu được, vẻ mặt khinh bỉ. Nhìn bộ dạng các ngươi chưa thấy qua việc đời, còn từ Liên minh Vạn Quốc tới, còn là đặc sứ. Đều là người gì vậy? Trận pháp mà thôi, có cái gì ghê gớm? Có thiếu gia ở đó, yên tâm đi. Chưa thấy qua việc đời. Một người từ vương quốc nhỏ tới. Ngay cả trận pháp là gì cũng chưa từng biết rõ ràng, tự nhiên khinh bỉ đặc sứ từ Liên minh Vạn Quốc tới. Đám người tức thiếu chút nữa nôn ra máu. Ngươi mới chưa thấy qua việc đời, cả nhà ngươi đều chưa thấy qua việc đời. Hàm răng, công tử, nghiến, ken két, vang dội, hận không thể lập tức xé nát tên mập này. Nhưng bây giờ ngoại trừ để cho hắn tìm kiếm Dương Sư, không có bất kỳ phương pháp giải quyết nào khác. Cố nén tức giận, hắn mở miệng giải thích. Đây là Hiên Viên Đại Trận, trận pháp Hiên Viên Vương Quốc tích góp nghìn năm, mới mở ra một lần. À, nghe xong giới thiệu, Tôn Cường vẫn là vẻ mặt không để ý tới, gật đầu. Nói xong, vậy nghỉ ngơi đi. Ngươi, trước mắt tối sầm, công tử, dường như muốn nổ tung. Nói ngôn ngữ nhân loại cùng người này quả thực lại nói không thông. Giải thích nửa ngày, chẳng khác nào không giải thích. Đáng giận. Thôi đi. Bây giờ không phải là thời gian tức giận cùng loại người không tim không phổi này. Cứu người vẫn quan trọng hơn.
Nghĩ vậy, hắn lại không để ý tới tên mập này, quay đầu lại nhìn về phía Kim Tòng Hải. Kim lão, có khả năng làm phiền ngươi động thủ. Đây là thủ lệnh đại biểu thân phận ta. Nếu như Đinh Mục cố ý động thủ, có thể lập tức giết chết. Hắn đang căn dặn thể hiện thân phận, dùng tới thủ đoạn cứng rắn nhất. Còn chưa nói dứt lời, lại nghe Ngụy Dư Thanh, Cổ Mục ở bên cạnh đồng thời kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Công tử mau nhìn. Thấy biểu tình của hai người, công tử thoáng chút hồi hộp, còn tưởng rằng Trương Huyền đã bị giết, vội vàng cúi đầu. Vừa nhìn xuống, đồng tử hắn cũng trợn tròn. Chỉ thấy đại trận gió nổi mây phun, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát ra một đòn chí mạng, giống như là biến mất ở trong không trung. Phía dưới gió êm sóng lặng, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Trương Huyền vẫn chậm rãi đi về phía trước, tự nhiên cách Đinh Mục không đến 10 thước. Chuyện gì xảy ra? Dùng sức dụi dụi con mắt, công tử không hiểu. Vừa rồi, vẫn nhìn thấy được trận pháp cuộn trào mãnh liệt, mưa núi muốn tới, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ chém giết người. Thế nào chỉ nói chuyện một hồi, cái gì cũng biến mất. Chẳng lẽ nhìn nhầm? Vừa rồi. Nghe được hắn nghi vấn, môi Ngụy Dư Thanh run rẩy, khiếp sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, hình như nói cũng không nói rõ được. Rốt cuộc thế nào? Kim Tòng Hải cũng không nhịn được hỏi. Hình như, Trương Huyền duỗi một đầu ngón tay. Sau đó lại như vậy. Ngụy Dư Thanh vẻ mặt buồn bã giống như đưa đám. Cho dù tận mắt nhìn thấy, hắn cũng cảm thấy phát điên. Đây đều là chuyện gì vậy? Trận pháp cuộn trào vô cùng mãnh liệt, duỗi ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức dừng lại. Vừa rồi bất luận là Kim Tòng Hải hay công tử, đều nghĩ hình dáng trận pháp này trên trời hiếm thấy, trên mặt đất tuyệt đối không có. Không phải nói, ngay cả đường chủ danh sư đường của Liên minh Vạn Quốc cũng không giải quyết được, lại cần phải mười mấy cường giả hóa phàm mới có khả năng phá giải sao? Đơn giản như vậy, không phải đang nằm mơ chứ? Chỉ điểm một cái liền dừng. Kim Tòng Hải, công tử, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Bọn họ đang muốn hỏi một chút, có đúng nhìn nhầm hay không, đã thấy Tôn Cường chắp hai tay ở sau lưng, bộ dạng ngạo nghễ đi tới trước mặt. Chương 736, Tâm cảnh thông minh 2. Thiếu gia nhà chúng ta tuy rằng chưa từng thi trận pháp sư, nhưng trận pháp này vây khốn được con chó con mèo gì đó, thiếu gia vẫn sẽ không để vào mắt. Lại khinh bỉ liếc mắt nhìn mọi người, Cường ca bĩu môi. Đều là loại người gì vậy? Còn đặc sứ, độc sư tứ tinh, ta nhổ vào. Còn không có kiến thức nhiều bằng ta. Ngươi, lại bị khinh bỉ, công tử, đang tức giận, muốn cùng người này lý luận, lại thấy sắc mặt Kim Tòng Hải ngưng trọng chỉ xuống phía dưới. Công tử, mau nhìn. Rất sợ lại bỏ lỡ giống như vừa, công tử, mặc kệ người này, cũng vội vàng nhìn lại. Ngươi, không thể như vậy được. Đám người, công tử, Kim Tòng Hải ở phía trên chấn động kinh ngạc dục tiên dục tử, Đinh Mục cũng sắp bị đánh. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là hiên viên đại trận này. Chỉ cần trở thành quốc vương, khống chế ngọc tỷ, lại có tư cách kích hoạt. Vốn tưởng rằng một khi vận chuyển, đừng nói là người này, cho dù đặc sứ hắn cũng có thể không để vào mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trận pháp lợi hại như vậy, còn không có hoàn toàn vận chuyển, lại ở dưới một cái điểm xuống nhẹ nhàng của đối phương, hoàn toàn dừng lại. Đại ca, người rốt cuộc là người gì vậy? Bàn chân còn không có dơ lên, Bạch Thần lại khiếp sợ đến mức giống như khiêu vũ, không ngừng lui về phía sau. Lạc Thiên Hồng đường chủ nửa bước hóa phàm cảnh, một vai đụng chúng, mở miệng lớn nôn ra máu. Hiện tại tốt rồi. Đại trận lợi hại như vậy chỉ điểm một chút không còn vận chuyển. Ngươi không phải là danh sư nhị tinh, mà là khổng sư chuyển thế sao? Thời điểm muốn giết chết ta, chắc hẳn phải suy nghĩ tới một cảnh tượng này. Không để ý tới vẻ kinh hoàng của hắn, Trương Huyền nhìn qua. Hiên viên đại trận tuy rằng phạm vi bao trùm rất rộng, uy lực cũng rất lớn, lại tuân theo đặc điểm của trận pháp, cũng có chỗ nòng cốt nhất. Có thể sử dụng ngọc tỷ kích hoạt, nơi trọng yếu tất nhiên là ở đài tế thiên này. Khiến cho hắn dừng lại cũng đơn giản hơn nhiều. Không đến thời điểm cuối cùng, ai sống ai chết, còn chưa nhất định. Kinh hoàng qua đi, trên mặt Đinh Mục lại lộ ra vẻ hung ác độc địa. Biết trận pháp đã không có cách nào lại sử dụng được nữa, hắn ném ngọc tỷ xuống đất, siết chặt nắm đấm. Dưới chân khí điên cuồng phun ra, bàn tay hắn lập tức bị một đoàn chân khí xung quanh. Võ kỹ quỷ cấp, thiên liệt quyền. Mặc dù chỉ là chí tôn hậu kỳ, nhưng dựa vào bộ võ kỹ này, khiến cho hắn có thể chiếm được vị trí đứng đầu tài tuấn bảng, đủ thấy đáng sợ.
chết. Biết thực lực đối phương cường lực, rất khó chiến thắng, hoàn toàn không có chút do dự nào, Đinh Mục vận chuyển lực lượng toàn thân tới cực hạn, không nói thừa một câu, lập tức ra quyền. Ầm ầm. Không khí bị nén thành tiếng nổ gấp gáp, trong thời gian nháy mắt nắm đấm lại đi đến trước mặt Trương Huyền. Đập đến ngực hắn. Thật mạnh. Cũng là chí tôn đỉnh phong, không nghĩ tới hắn đã đột phá. Nhìn thấy được lực lượng nhanh chóng phát ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Rất nhiều người hiểu rõ đối với vị thái tử này, lúc này mới biết, vị trước mắt này, không phải chí tôn hậu kỳ trong lời đồn đại, mà đạt tới đỉnh phong từ lâu. Không phải đột phá, mà là sử dụng bí pháp nào đó. Thần sắc Lạc Thiên Hồng nghiêm trọng. Hắn và đối phương là bạn tốt, mấy ngày qua lại một đường ẩn nấp ở danh sư đường. Hắn biết thực lực chính xác của người này. Tuy rằng đạt được chí tôn hậu kỳ đã lâu, nhưng muốn đột phá, còn cần chí ít nửa năm. Không có khả năng trong nháy mắt đã đột phá. Giải thích duy nhất lại là dùng bí pháp đặc biệt nào đó. Nghe đồn, trong vương thất có một nhiên huyết bí pháp, có thể thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, đổi lấy thực lực tăng mạnh, tối đa có thể tăng lên đến 2 cấp bậc nhỏ. Nếu quả thật là loại phương pháp này, vị Trương Huyền này, sợ rằng có nguy hiểm. Hắn siết chặt nắm đấm. Đinh Mục có thể trở thành người đứng đầu tài tuấn bảng, cũng không bởi vì là thái tử, mà là nắm giữ thực lực chân chính. Không sử dụng bí pháp, là có thể vượt cấp chém giết cường giả chí tôn đỉnh phong. Một khi thực lực lại tăng, cho dù là hắn, muốn thắng được, cũng rất khó. Vị Trương Huyền này đánh hắn bị thương, chỉ là nhìn ra được chỗ thiếu hụt trong chiêu số mà thôi, dựa vào cường lực thân thể mới làm được. Đinh Mục thái tử, thân thể cũng cường đại, bất kể công pháp, võ kỹ, thân thể, gần như đều không chê vào đâu được. Còn muốn sử dụng thủ đoạn bình thường đánh bại, gần như không có khả năng. Đây là chiêu số của ngươi. Lại ở thời điểm Lạc Thiên Hồng miên man suy nghĩ, cảm thấy Trương Huyền có khả năng không chống đỡ nổi, liền nghe được một giọng nói khe khẽ của người thanh niên vang lên. Lập tức nhìn thấy được bóng dáng hắn đứng tại chỗ bất động, nhẹ nhàng thoáng lắc một cái. Năm ngón tay mở ra, giống như là đang bắt một con thỏ bị nhốt ở trong lồng. Vù! Quyền pháp cuồng bạo của Đinh Mục tiêu tan thành mây khói. Ngay sau đó toàn thân, hắn giống như là con gà con bị nắm cổ, bị tiện tay nhấc lên. Cái gì thiên liệt quyền, võ kỹ quỷ cấp đỉnh phong, nhiên huyết bí pháp. Ở trước mặt đối phương, nực cười giống như một tiểu hài tử. Đây là, cảnh giới mất giả còn thật, tâm cảnh thông minh, danh sư tứ tinh đều rất khó đạt được. Đồng tử co lại, môi Lạc Thiên Hồng run rẩy, vẻ mặt không thể tin được. Chương 737, Đinh Hoành 1. Tâm cảnh tầng thứ nhất là tâm như mặt nước phẳng lặng. Rất nhiều người tu luyện, người chức nghiệp chính thức, đều có thể đạt được. Nhưng muốn vượt qua loại cảnh giới này, sẽ rất khó. Có người nói chỉ có danh sư đạt được tứ tinh, mới có thể có cơ hội thành công. Tâm như mặt nước phẳng lặng, chỉ là khiến cho tâm cảnh không hề bận tâm, không bị hoàn cảnh xấu ảnh hưởng. Cảnh giới cao thâm hơn, chính là Lạc Thiên Hồng, vừa hô lên, giả đi còn thật, tâm cảnh thông minh. Đạt được loại cảnh giới này, có thể từ trong hỗn độn tìm ra bản chất, tâm cảnh càng thông suốt, phân tích sự việc, cũng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tuy rằng kém xa so với mắt minh lý, nhưng cũng có thể khiến cho danh sư khi tìm phương diện bản chất của sự việc, càng thuận buồm xuôi gió. Thật giống như trả lời vấn đề, một ít đề mục, chưa từng thấy qua, cũng không có tri thức tương ứng. Nhưng chỉ cần đạt được loại cảnh giới này, có thể dễ dàng nhìn ra mục đích của người ra đề mục, cùng với nội dung đề mục muốn sát hạch, do đó giả mất còn thật, loại bỏ thủ thuật che mắt, tìm được đáp án chính xác nhất. Thế sự hiểu rõ tất cả học vấn, nhân tình luyện đến gần văn chương. Bởi vậy, cảnh giới này cũng được người xem thành động minh cảnh. Vị Trương Huyền này không để ý tới thiên liệt quyền của Đinh Mục, nhiên huyết bí pháp. Vừa ra tay liền trực tiếp nắm cái cổ. Rất rõ ràng khám phá hư ảo trong chiêu số, chạy thẳng tới đích, chỉ sợ cho dù không phải tâm cảnh động minh cảnh, cũng không kém hơn là bao nhiêu. Điều này cũng có thể giải thích được, vì sao có thể dễ dàng loại bỏ phất tụ thủ của hắn. Về phần, có phải là mắt minh lý cấp bậc cao hơn hay không, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao đây chính là năng lực rất nhiều danh sư lục tinh còn không có, làm sao có thể xuất hiện ở trên người một danh sư nhị tinh chưa đủ 20. Dù vậy, đã khiến cho hắn cảm thấy khủng hoảng. Chưa đủ 20, tâm cảnh tu luyện tới động minh cảnh. Đây rốt cuộc, là một quái vật thế nào? Ngươi, ngươi, bị nắm cổ, Đinh Mục càng kinh hoàng muốn chết.
vốn tưởng rằng thi triển ra nhiên huyết bí pháp, dùng ra chiêu số cường đại nhất, cho dù không địch lại, cũng có thể cùng đối phương chiến đấu một hồi, ung dung trở ra. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, vừa ra tay đã bị nắm lấy chỗ yếu hại. Đừng giết ta là bị nữ nhân Lâm Lung kia mê hoặc, mới ra tay với ngươi. Chỉ cần không giết ta, muốn cái gì, Hiên Viên Vương quốc có thể lấy ra, tất cả đều cho ngươi. 100 khối linh thạch, 200 khối linh thạch cũng làm được. Người thanh niên trước mắt này đánh bại Lạc Thiên Hồng, loại trừ Hiên Viên đại trận, ngay cả chỗ dựa cuối cùng của hắn, cũng dễ dàng bị đánh nát. Đinh Mục thật sự cảm nhận được khủng hoảng, cảm thấy khiếp sợ. Hiên Viên Vương quốc có thể giao dịch linh thạch, nắm giữ tài sản to lớn. Chỉ cần đối phương nguyện ý, cho dù lấy ra tất cả tiền tài, cũng không tính là gì cả. Linh thạch. Trương Huyền lắc đầu. Nếu không nhờ Lộ Trùng thay hắn ngăn cản công kích, người cũng đã chết. Linh thạch nhiều hơn nữa, có thể đổi được người học sinh này sao? Ta đã từng nói sẽ giết ngươi, vậy thật ngại quá, ngươi. Chỉ có thể chết. Thần sắc thản nhiên, lông mày nâng lên, năm ngón tay Trương Huyền tăng lực. A, Thái gia gia cứu ta. Thấy hắn thật sự muốn động thủ, sắc mặt Đinh Mục nhất thời trắng bệch, lên tiếng la lên. Dừng tay. Tiếng la kết thúc, ngay sau đó một tiếng hét lớn vang vọng ra. Giống như chuông vàng đại lữ, sấm sét đánh xuống đất bằng, chấn động tới mức rất nhiều kiến trúc lắc lư một hồi. Lông mày nâng lên, Trương Huyền nhìn sang. Âm thanh từ sâu bên trong vương cung ngay phía trước truyền đến, rất trầm ổn nặng nề, khiến người ta một loại cảm giác áp bách rất mạnh. Cho dù gần đây thực lực tiến bước lớn, hắn vẫn cảm thấy có phần không chống đỡ nổi. Thực lực thật là mạnh. Nắm đấm nhất thời siết chặt. Hiện tại hắn phối hợp mắt minh lý, thiên đạo đồ thư quán, cho dù nửa bước hóa phàm cũng có thể đánh một trận. Một lời của đối phương khiến hắn phát sinh loại cảm giác này. Thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối vượt qua Lạc Thiên Hồng. Sợ rằng đã chân chính bước vào cái cảnh giới kia. Không nghĩ tới trong vương thất Hiên Viên Vương quốc, còn tồn tại cường giả thực lực như vậy. Thái gia gia, chẳng lẽ là, lẽ nào hắn còn chưa có chết? Trên lưng man thú trong không trung, sắc mặt Ngụy Dư Thanh trưởng lão trầm xuống. Ngươi biết người này? Công tử, nhìn qua. Ừ. Ngụy Dư Thanh trưởng lão vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là mở miệng nói. Hiên Viên Vương quốc có một thanh diệp bảng. Phía trên này ghi chép thứ hạng người mạnh nhất, Lạc Thiên Hồng làm cường giả nửa bước hóa phàm, danh sư tam tinh đỉnh phong, cũng chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Thứ ba, công tử, và Kim Tòng Hải nhìn nhau. Vừa rồi, thời điểm vị đường chủ danh sư đường này xuất thủ, tất cả bọn họ đều nhìn thấy. Mặc dù ở trước mặt Trương Huyền không chịu nổi một đòn, một chiêu lại bại trận, thực lực thật sự, tuyệt đối không thể khinh thường. Trong nửa bước hóa phàm, được cho cao cấp nhất. Thực lực như vậy. Ở Hiên Viên Vương quốc chỉ có thể sắp xếp thứ ba. Vậy hai người đứng đầu sẽ là ai? Đứng hàng thứ hai, không phải người tu luyện, mà là chỗ dựa lớn nhất của Hiên Viên Vương quốc, nửa bước linh thú thiết bối Dực Long. Ngụy Dư Thanh trưởng lão nói. Loại man thú ẩn chứa huyết mạch long tộc đỉnh phong này sao? Lông mày Kim Tòng Hải nhíu lại một cái. Trong truyền thuyết, thiết bối Dực Long giống như thanh yểm thú, ẩn chứa huyết mạch long tộc, tuy rằng vô cùng loáng. Nhưng lại thừa kế truyền thống tốt đẹp của long tộc, cánh sắt như đao, tốc độ cực nhanh, toàn thân dài đầy mảnh vảy lớn, phòng ngự vô địch, lực lượng lâu dài. Loại man thú này trời sinh lại đạt được cấp bậc nửa bước linh thú, thậm chí cùng với một ít linh thú yếu, cũng có thể đánh một trận. Chuyện của Hiên Viên đại trận, vương quốc phong hào khác biết không nhiều lắm. Nhưng thiết bối Dực Long lại là tồn tại gần như tất cả mọi người đều biết. Chính vì vậy, Đinh Sùng bệ hạ tuy rằng suy nhược, vương quốc khác vẫn không có dám đánh chủ ý. Thân là đại trưởng lão thú đường, Hiên Viên vương quốc có man thú lợi hại như vậy, Ngụy Dư Thanh biết rất rõ. Nếu không có chỗ dựa này, cho dù không cần Trương Huyền ra tay, vương quốc này không thiếu được sớm bị quốc gia phong hào khác qua phân chia. Thiết bối Dực Long chỉ có thể xếp thứ hai, người nói người đứng đầu này lẽ nào chính là... Cổ Mục không nhịn được nhìn qua. Không sai, chính là người vừa nói, thái gia gia của Đinh Mục thái tử. Quốc vương bệ hạ Hiên Viên vương quốc đời thứ 178. Đinh Hoành. Ngụy Dư Thanh nhất thời siết chặt nắm đấm. Vị Đinh Hoành này, lại là thiên tài trong thiên tài, 80 năm trước được gọi là đệ nhất cao thủ vương quốc. Chỉ có điều, sớm đã không có tin tức, ngay cả ta cũng cho rằng hắn đã chết. Trên thanh diệp bảng sở dĩ không xóa tên, chỉ là vì kỷ niệm. Không nghĩ tới, hắn lại còn sống sót. Đệ nhất cao thủ 80 năm trước,
vậy tuổi thọ của hắn? Cổ Mục trợn tròn mắt. Võ giả cửu trọng, tuy rằng đạt được chí tôn cảnh, thay đổi trình độ sinh mạng, khiến cho lực lượng cường đại, nhưng tuổi thọ cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu. Dưới tình huống bình thường, 100 tuổi là một cực hạn và cửa ải lớn. Không ít cường giả chí tôn đều sẽ hai tay buông xuôi. Người cường thịnh mấy đi nữa, thiếu phương pháp cũng trở về trời. 80 năm trước, chính là đệ nhất cao thủ của vương quốc, chỉ ít đạt được nửa bước hóa phàm, hiện tại lại còn sống sót. Chẳng phải cho thấy, tuổi thọ đã sớm vượt qua 100 tuổi. Nếu quả thật là hắn, tuổi thọ cũng đã đạt được 165 tuổi. Ngụy Dư Thanh nói, 165 tuổi, hóa phàm tầng thứ nhất, tăng thọ cảnh. Kim Tòng Hải nói, hóa phàm cảnh, cũng gọi là siêu phàm cảnh, thoát khỏi phàm cảnh, đại biểu cho thoát khỏi gông cùm xiềng xích của phàm nhân, trình độ sinh mạng tăng trên diện rộng. Đó là tên gọi chung của một cảnh giới lớn, giống như võ giả, cũng chia làm 9 tầng. Tầng thứ nhất, tăng thọ cảnh. Đạt được loại cảnh giới này, trình độ sinh mạng phát sinh biến hóa cực lớn, có thể tự chủ hấp thu linh khí thiên địa bổ dưỡng tai họa ngầm do tu luyện mang đến, từ đó khiến cho thọ nguyên gia tăng thật lớn. Võ giả, cho dù là chí tôn đỉnh phong, nửa bước hóa phàm, 100 tuổi cũng rất khó vượt qua. Mà đạt được loại cảnh giới này, thọ nguyên tăng mạnh gấp đôi, hoàn toàn có thể sống đến 200 tuổi. Vị Đinh Hoành này, nếu như hơn 165 tuổi không chết, còn phát ra âm thanh khí thế như vậy, nói rõ ràng, dĩ nhiên đã đột phá gông cùm xiềng xích. Không nghĩ tới Hiên Viên Vương quốc tự nhiên che giấu một vị cường giả hóa phàm. Tu vi đạt được hóa phàm, và nửa bước có sự khác biệt một trời một vực. Công tử, có nên ra tay hay không? Khuôn mặt Kim Tòng Hải nghiêm trọng. Nửa bước hóa phàm và hóa phàm chân chính, chỉ kém một bước nhỏ, lại là chênh lệch giữa người phàm và nhập linh, không thể so sánh nổi. Trương Huyền phía dưới có thể dễ dàng chiến thắng nửa bước hóa phàm, nhưng gặp phải hóa phàm chân chính, lại không có biện pháp. Trình độ sinh mạng khác nhau, lực chiến đấu tất nhiên cũng không cách nào so sánh được. Thật giống như con hổ và người, đều là tay không, khả năng có thể chiến thắng, gần như là số 0. Tạm thời không cần, xem hắn giải quyết như thế nào đã. Nếu thật sự không được, sẽ xuất thủ vẫn còn kịp. Công tử, lắc đầu. Người này dễ dàng chiến thắng nửa bước hóa phàm, một ngón tay khiến cho Hiên Viên đại trận dừng, thủ đoạn vô số, khiến cho hắn không nhịn được phát sinh hiếu kỳ, muốn xem thử, đối mặt với hóa phàm chân chính, có thể có thủ đoạn gì. Cho dù gặp phải nguy hiểm, Kim Tòng Hải đã ở trên con đường hóa phàm hồi lâu, trở tay chấn áp một người tăng thọ cảnh, cũng không khó khăn. Ừ, Kim Tòng Hải lên tiếng, không hỏi thêm nữa, cúi đầu nhìn xuống dưới. Đám người Cổ Mục cũng vội vàng nhìn qua. Trương Huyền danh sư đúng không? Có thể cho lão phu một chút mặt mũi, buông tha hậu bối bất tài này hay không? Ta nguyện sử dụng 2.000 khối linh thạch xem như đáp tạ. Giọng nói giả dặn, có chút do dự, chậm rãi vang lên. 2.000 khối linh thạch. Mọi người hít thở dồn dập. Linh thạch giá trị cực lớn. Sử dụng kim tệ đổi, vạn vàng khó cầu. Vừa mở miệng lại 2.000 cái. Thật là rộng rãi. Nhiều tiền như vậy, đổi lại thành vương quốc và thành thị, tuyệt đối có thể mua được Thiên Vũ Vương quốc. Tài phú có thể mua một vương quốc nhất đẳng, chắp tay đưa ra, chỉ vì cứu Đinh Mục. Đủ thấy người này ở trong mắt hắn vô cùng quan trọng. Nghe được lời của đối phương, Trương Huyền cũng sững sờ. Thời điểm hắn giàu có nhất, cũng chỉ có 15 khối linh thạch. Đối phương vừa mở miệng lại nhiều như vậy, số lượng thật lớn. Không sai, 2.000 khối linh thạch, đại biểu tài phú, không cần phải nói cũng nên biết. Giọng nói của lão già lại vang lên. Hơn nữa, thật sự giết chết hắn, đối với ngươi cũng không có lợi ích gì. Ngược lại phải đối mặt với sự truy sát vô tận của lão phu. Lựa chọn thế nào, ngươi là người thông minh, nói vậy có thể suy nghĩ cẩn thận. Giọng điệu của đối phương mặc dù thản nhiên, lại mang theo sự uy hiếp. Hình như chỉ cần Trương Huyền thật sự dám động thủ, tuyệt đối sẽ tự mình ra tay, giết chết hắn. Chẳng để ý tới uy hiếp của đối phương, Trương Huyền siết chặt 5 ngón tay. Hắn mặc dù yêu tài như mạng, vô cùng cần linh thạch, nhưng tuyệt đối sẽ không vì thứ này, vi phạm đạo nghĩa và nguyên tắc làm người. Chương 738, Đinh Hoành 2. Nếu thật sự làm như vậy, sau này Lộ Trùng tỉnh táo, có mặt mũi nào đối mặt với hắn? Răng rắc, lực lượng xuyên qua cổ họng, một tiếng động vang lên, Đinh Mục cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đầu lại chợt nghiêng sang một bên, hơi thở đứt đoạn. Phù phù,
thi thể bị ném xuống đất. Ngươi, làm càn. Không nghĩ tới nói nhiều như vậy, người này một câu cũng không hề nói, trực tiếp ra tay. Giọng nói đã không bình tĩnh giống như trước, hét lớn một tiếng xông thẳng lên trời, giống như là muốn xé rách cả bầu trời. Xôn xao. Nghe được âm thanh đáng sợ giống như tiếng sấm, mọi người ở đài tế thiên xem náo nhiệt, tất cả đều đứng không vững, đồng loạt ngã sấp xuống một mảnh. Hóa phàm giận dữ, thiên địa biến sắc. Nguy rồi. Giết chết hắn có thể có được gì, còn không bằng đổi lấy 2.000 linh thạch. Đúng vậy, lần này xong rồi. Đây chính là hóa phàm cảnh. Cho dù thực lực cường thịnh mấy đi nữa, cũng không có khả năng chống lại. Dưới đài tế thiên, tất cả đều ồ lên một mảnh. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, Trương Huyền thật sự dám động thủ. Bọn họ càng không có nghĩ tới, phía sau Hiên Viên Vương quốc, lại còn có một vị cường giả lợi hại như vậy. Hét lớn một tiếng, khiến nhiều người ngã xuống đất như vậy, thực lực mạnh mẽ, có thể nói là khủng khiếp. Cho dù vừa rồi vị trương sư này biểu hiện hết sức kinh người, cũng không có một ai xem trọng. Hóa phàm và võ giả, chênh lệch thật sự quá lớn. Có thể nói là khác biệt giữa người phàm và thần linh, căn bản không ở cùng một trình độ. Cường giả hóa phàm, Trương Huyền, là ta hại ngươi. Sắc mặt Mạc Vũ càng trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy loạn. Nàng biết Hiên Viên Vương quốc rất mạnh, biết không có chí tôn đỉnh phong, tốt nhất không nên tới quấy rối. Nhưng nàng lại không biết, vị lão tổ danh tiếng chấn động vương quốc một thời này, đến bây giờ tự nhiên vẫn còn sống. Thậm chí thực lực tiến thêm một bậc. Đạt được hóa phàm, thật giống như cá chép nhảy long môn. Cho dù lực lượng tăng không lớn, nhưng khống chế đối với thiên địa, võ giả còn xa mới có thể so sánh được. Chỉ cần lão tổ này ra tay, Trương Huyền thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng không có nửa phần tác dụng. Danh sư chính là có thể thấy được chỗ thiếu hụt, nhưng cũng không phải là bách chiến bách thắng. Lại giống như ngươi có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt ở tường thành, cũng biết phương pháp giải quyết. Chỉ cần mở ra đi, sẽ không có hiệu quả. Nhưng, dựa vào năng lực cá nhân, có thể làm được sao? Biết chỗ thiếu hụt và chiến thắng, là hai chuyện khác nhau. Đạt được hóa phàm, sinh mạng lột xác, cho dù có chỗ thiếu hụt, cũng che giấu tất cả. Có thể nhìn thấy được, ngay cả tốc độ của người ta cũng không đuổi kịp, không có cách nào tới gần người, đánh như thế nào. Gào. Mọi người mỗi người đều có ý nghĩ riêng. Thời điểm có người sốt ruột có người lo lắng, sâu bên trong vương cung, vang lên một tiếng thú gầm cực lớn. Ngay lập tức có tia chớp vọt thẳng ra, xuất hiện ở trên không trung của đài tế thiên. Là một con man thú cực lớn, chiều dài không dưới 10 thước, cánh mở ra, còn hơn 30 thước. Toàn thân bị vảy thật dày bao vây, tản ra khí tức mạnh mẽ, khiến người ta một loại cảm giác áp bách nồng đậm. Thiết bối rực long. Lông mày dướn lên. Nhìn nhiều sách liên quan tới thuần thú như vậy. Trong man thú, loại này là tồn tại đỉnh phong nhất. Trương Huyền tất nhiên có thể nhận ra. Đều là nửa bước linh thú ẩn chứa huyết mạch long tộc, con này phải mạnh mẽ hơn thanh yểm thú nhiều, hơn nữa càng hung tàn hơn. Vương cung có một lão tổ hóa phàm cảnh cũng rất đáng sợ. Không nghĩ tới lại còn có một con man thú lợi hại như thế. Không hổ danh là vương quốc phong hào, xem ra mình vẫn coi thường. Trên lưng thiết bối rực long, một người ngạo nghễ đứng thẳng. Người này cũng không như già nua như trong giọng nói, thoạt nhìn dáng vẻ chừng 50 tuổi, khí tức trên người giống như biển rộng, khiến người ta không nhìn thấy được tới đáy. Đạt được tăng thọ cảnh, tuổi thọ tăng, thân thể vốn già yếu, cũng sẽ giống như lột xác, trở nên trẻ tuổi. Vị lão tổ Hiên Viên Vương quốc Đinh Hoành này, mặc dù đã hơn 160 tuổi, diện mạo lại không già nua giống như trong tưởng tượng. Quả nhiên là hắn. Lạc Thiên Hồng ở một bên, đồng tử co lại. Hắn mặc dù chưa thấy qua vị lão tổ này, lại thông qua các loại con đường khác nhìn được bức tranh. Vốn tưởng rằng người này qua đời từ lâu, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, người này không chỉ khỏe mạnh, còn có khí thế như vậy. Đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không có nắm chắc. Cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt đinh hoành như đao. Đối với tầng tôn tử này, hắn vô cùng sủng ái. Nếu không cũng không có khả năng sớm quyết định ra vị trí thái tử. Hiện tại người này tự nhiên ở trước mặt hắn, giết chết người. Quả thực, không thể tha thứ. Ầm ầm, âm thanh từ trên trời vọng xuống, giống như từng cái chùy lớn rất nặng, vọt thẳng tới. Đăng 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 đăng. Trương Huyền cảm thấy ngực thoáng khó chịu, giống như là bị người đánh trúng ngực. Sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch, không nhịn được lui về phía sau mấy bước.
Cường giả hóa phàm có thể khống chế lực lượng thiên địa. Cho dù khoảng cách rất xa, cũng có thể trực tiếp công kích. Thật giống như Tô Sư trước đây, vừa mở miệng khiến kim lân thú từ trên trời rơi xuống, Lương Thanh mệnh miệng phun ra máu tươi. Thực lực Đinh Hoành không bằng Tô Sư, thực lực Trương Huyền cũng mạnh mẽ hơn Lương Thanh mệnh không ít. Dù vậy, hắn vẫn bị chấn động lui về phía sau. Cường giả hóa phàm, quả nhiên đáng sợ. Nắm chắc cơ hội, thật ngại quá, cho ta thêm cơ hội, ta vẫn sẽ giết hắn. Chân khí thiên đạo vận chuyển, tiêu trừ áp lực trên người, Trương Huyền nhìn về phía không trung. Mắt minh lý. Trong mắt có hoa văn chảy xuôi. Hắn muốn xem thử đối phương rốt cuộc có chỗ thiếu hụt nào, lại không thu hoạch được gì. Mắt minh lý tối đa có thể nhìn ra cường giả nửa bước hóa phàm, nói cách khác cao hơn hắn một đẳng cấp nhỏ. Hóa phàm chân chính, vẫn không nhìn ra. Chỗ thiếu hụt. Biết năng lực đặc biệt của danh sư này không thể cho hắn giúp đỡ, Trương Huyền cũng không khẩn trương, trong đầu la hét. Bù. Một quyển sách xuất hiện ở trong đầu. Đối phương thi triển âm thanh đè ép, chẳng khác nào vận chuyển võ kỹ. Đồ thư quán đã có thể phát sinh phân tích. Hắn vội vàng mở trang sách ra. Lông mày hắn nhíu lại một cái, sắc mặt tái xanh. Trong đó tuy rằng viết không ít khuyết điểm liên quan tới vị trước mắt này, nhưng dựa vào thực lực của mình bây giờ, cho dù biết, cũng không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thật giống như đứa trẻ sơ sinh mặc dù biết, trong quần nam nhân là khuyết điểm, trước không nói có thể đá chúng hay không, cho dù có thể đá lên, cũng không nhất định có thể đủ tổn thương được. Hiện tại thân thể hắn thêm chân khí mặc dù có thể phát huy ra lực lượng 5 vạn đỉnh, có thể tưởng tượng, muốn đả thương đến một cường giả hóa phàm, vẫn không có khả năng. Nói cách khác, cho dù thực lực của hắn bây giờ, biết chỗ thiếu hụt, cũng vô dụng. Căn bản không đả thương được đối phương. Nếu muốn chết, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Thấy người này lúc này còn dám chống đối hắn, đứng ở trên lưng thú rộng, Đinh Hoành hừ lạnh một tiếng. Gào. Vừa dứt lời, thiết bối rực long dưới thân giống như là nhận được mệnh lệnh, cánh khổng lồ chợt vỗ một cái. Vèo. Thân thú cực lớn giống như là tên bắn ra khỏi cung, trong thời gian nháy mắt lại đi đến trước mặt. Cánh giống như đao phong vậy, vung lên về phía Trương Huyền. Nhìn âm thanh vang lên trong không khí, chỉ cần bị cắt trúng, đừng nói người, cho dù sắt thép, cũng sẽ thoáng một cái bị xé thành hai nửa. Đồng tử Trương Huyền co lại, hắn biết cho dù uy lực thiên đạo kim thân tầng thứ hai của hắn rất mạnh, khẳng định cũng không chịu nổi. Dưới chân hắn thoáng động. Bù. Thân pháp thiên đạo. Trong thời gian nháy mắt xuất hiện ở cách đó hơn mấy chục thước, tránh thoát một đòn. Gào. Một đòn không trúng, thiết bối rực long trên không trung xoay người, cánh lại đảo qua. Lại lui về phía sau. Cứ như thế hết lần này đến lần khác, sắc mặt Trương Huyền đã trở nên tái nhợt. Tuy rằng tu vi tăng, khiến cho số lần thân pháp thiên đạo có thể thi triển ra nhiều hơn, nhưng thân thể sớm hay muộn cũng sẽ không chịu nổi. Tiếp tục nữa, sử dụng không tới 3 lần, chỉ sợ cho dù cánh của đối phương quét không trúng mình cũng sẽ trọng thương. Chỉ né tránh như vậy, khẳng định không được, nhưng, man thú nửa bước hóa phàm cảnh, cường giả hóa phàm cảnh. Bất kể bên nào, mình đều không có cách nào chiến thắng. Đúng vậy, Trương sư không quá tốt. Vẻ mặt tất cả mọi người khẩn trương. Trước không nói Đinh Hoành hóa phàm cảnh, cho dù thiết bối rực long đứng hàng thứ hai của thanh diệp bảng, võ giả cũng không có thể đối phó. Phòng ngự vô địch, lực công kích mạnh mẽ không nói, quan trọng nhất là bay trên trời. Người lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể chịu đòn. Trung quy không bay tới nổi, công kích nó xuống. Lẽ nào, Trương sư thật sự sẽ bị giết? Trong đám người không biết có ai nói. Vị Trương sư này vừa giúp hắn đột phá, nợ nghĩa nửa sư. Tận mắt nhìn thấy được người này bị giết, lại bất lực, vẻ mặt hắn sốt ruột. Trừ khi có thể khiến cho thiết bối rực long không bay nữa, dựa vào thực lực của hắn, có khả năng đánh một trận. Nhưng, điều này có khả năng sao? Một người xúc động. Thiết bối rực long là nửa bước linh thú, linh trí không kém gì người. Nếu bay giữ lấy ưu thế lớn như thế, làm sao có thể buông tha? Trừ khi có biện pháp đánh nó rơi từ không trung xuống. Nhưng, trước không nói đối phương có phòng ngự vô địch, cho dù có đầy đủ lực lượng, cũng phải đuổi kịp tốc độ của nó trước mới được. Nói cách khác, thiết bối rực long lúc này đã đứng ở thế bất bại. Tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ bị giết. Mọi người trầm mặc, sốt ruột lại không có cách nào. Tránh rất nhanh, ta xem ngươi có thể tránh được mấy lần nữa. Tất cả mọi người có thể nhìn ra,
Đinh Hoành tất nhiên cũng biết. Hắn đứng ở lưng thú, lạnh lùng cười, chắp hai tay ở sau lưng, ngạo nghễ nhìn qua, giống như là nhìn một người chết. Chạy nhanh nữa lại như thế nào? Có thể chạy hơn bay sao? Ta thực sự không tránh được mấy lần. Trương Huyền ngừng lại, ngẩng đầu lên. Nếu không, lại không tránh nữa. Không tránh, vậy thì chết đi. Hừ một tiếng, Đinh Hoành đang muốn điều động thiết bối rực long tiến hành công kích, đột nhiên nghe được phía dưới có một âm thanh chói tai đột ngột vang lên. Hồng. Phù phù. Còn chưa có kịp phản ứng, Đinh Hoành lại cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Thiết bối rực long dưới thân từ trong không trung thoáng cái lao đầu xuống. Ngay cả hắn đã ở dưới tình huống không đề phòng, một đầu cắm trên mặt đất, hất tung lên một mảnh bụi bặm. Chương 739, ta đây đã đột phá. 1. Yên tĩnh. Binh sĩ lại thêm người vây xem ở đài tế thiên, ước chừng mấy vạn, mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm. Đinh Hoành lão tổ, uy áp tại chỗ, một lời khiến cho tất cả mọi người không tự chủ được thuần phục, còn cưỡi thiết bối rực long xuất hiện, uy phong cái thế, khí thế như mây. Vốn tưởng rằng, rất nhanh lại trấn áp vị trương sư này không có cách nào phản kháng. Ai biết còn chưa có ra tay, liền trực tiếp từ không trung ngã xuống. Ta ngất, ngươi có dám lôi kéo thêm một chút nữa không? Từ vương cung đi tới, đối với cao thủ như ngươi vậy, cũng mệt mỏi không nổi. Không cần thích thể hiện, bay cao như vậy, nghĩ đến một trừng phạt trời giáng, từ trên cao nhìn xuống, lấy thế đè người. Cái này thì hay rồi, trừng phạt là có, chỉ là đối tượng biến thành mình. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Đinh Hoành lão tổ đầu cắm vào mặt đất sâu chừng nửa thước, khóe miệng cũng co giật, cảm thấy đau thay hắn. Cho dù là cường giả hóa phàm, cũng chắc chắn không biết bay. Từ độ cao 5, 60 thước, hoàn toàn không có đề phòng, trực tiếp ngã xuống. Mặc dù không đến mức ngã chết, nhưng cũng ngã gần thất điên bát đảo, ngay cả phương hướng cũng tìm không rõ lắm. May mà thực lực mạnh, bằng không, lần này, cường giả chí tôn cũng phải chết nửa cái mạng. Thiết bối rực long man thú siêu cấp nửa bước hóa phàm cảnh, làm sao có thể bay không ổn, từ trên trời rơi xuống được. Chấn động qua đi, âm thanh giống như sóng chiều vang lên. Tất cả mọi người mỗi một đầy khó hiểu. Đây không phải là loại man thú chưa thuần phục, cố ý giở trò xấu. Thiết bối rực long lại là man thú của Hiên Viên Vương Thất, trấn áp vận mệnh quốc gia mấy trăm năm, gần như thành đồ đằng và thần linh được người người trong toàn bộ vương quốc sùng bái. Một man thú vĩ đại như vậy, vù cái ngã xuống, khiến mình rơi tới mí mắt lật loạn, kêu loạn cũng không bò dậy nổi. Mặc dù tận mắt nhìn thấy được, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi, hình như trương sư phát ra một tiếng kêu kỳ quái, man thú này lại rơi xuống. Đúng vậy, ta cũng nghe được, âm thanh kia, to rõ thanh thúy, giống như tiếng bỏ hống, lại giống như là tiếng sấm lớn từ mặt đất dâng lên. Không biết là gì, nhưng, vì sao rực long khủng hoảng như thế? Có người cảm giác được không thích hợp, không nhịn được nói. Trước đó còn rất tốt, hét lên một tiếng, lại ngã xuống. Hai điều này có thể có gì liên quan hay không? Mọi người kỳ quái, Đinh Hoành lão tổ cuối cùng chậm lại, từ dưới đất bò dậy, sắp tức tới nổ phổi. Vốn tưởng rằng cưỡi rực long xuất hiện, chính tay chém giết vị Trương Huyền này, có thể lập được quyền uy vô thượng, khiến cho Hiên Viên Vương Thất một lần nữa lập lại uy tín. Dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, thiếu chút nữa đã bị ngã chết. Nếu thật sự thành là một người hóa phàm đầu tiên bị ngã chết, mặt mũi thật sự là ném đi mảng lớn. Phủi sạch sẽ bùn đất dính ở trên đầu, hai mắt hắn đỏ ửng, nhìn chằm chằm người thanh niên cách đó không xa, ánh mắt muốn ăn thịt người. Giết chết hắn. Nhìn về phía thiết bối rực long nằm trên mặt đất, cũng rơi xuống có chút nôn ra máu, hắn hét lớn một tiếng. Gào lên xong, lúc này hắn mới phát hiện, ánh mắt man thú này nhìn về phía người thanh niên, mang theo vẻ mặt khủng hoảng, giống như nhìn thấy quỷ. Đừng nói giết người, một bước cũng không dám lại gần. Phế vật. Đinh Hoành thiếu chút nữa tức nổ phổi. Đều là thứ gì vậy? Ngươi lại là huyết mạch long tộc, bình thường ở trong vương cung vô pháp vô thiên, ai cũng không quan tâm. Thế nào bảo ngươi giết người, lại là cái bộ dáng này? Có thể có chút khí phách hay không? Hắn chỉ là một chí tôn đỉnh phong mà thôi. Trước đây ngươi ngay cả linh thú cũng từng chém giết qua. Lại mắng vài tiếng, phát hiện con man thú ngu ngốc này cho dù đánh chết, cũng không thể nào đối đầu cùng người thanh niên. Đinh Hoành cố nén tức giận, xoay người nhìn về phía Trương Huyền. Có thể khiến cho nó không động thủ, cũng coi như có bản lĩnh. Chỉ có điều, ta sẽ đích thân ra tay, có thể chết ở trên tay ta,
cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Thiết Bối Dực Long đột nhiên sợ đến như vậy, cho dù không biết nguyên nhân, hắn cũng biết chắc có liên quan đến người thanh niên này. Chỉ có điều, vậy thì tính sao? Chí tôn đỉnh phong mà thôi, so với hắn vị hóa phàm cảnh này, còn kém một đoạn rất lớn. Chỉ cần ra tay giết chết hắn, cần gì quan tâm ngươi có thủ đoạn gì, đều sẽ lại không có chỗ dùng. Ầm ầm. Trong tiếng hừ lạnh, Đinh Hoành lão tổ ra tay. Bàn tay đẩy ra, chân khí cuồng bạo, bí mật mang theo nguyên khí thiên địa, hình thành một trường ấn cực lớn, vỗ qua. Võ kỹ linh cấp hạ phẩm, nguyên khí trường. Vừa rồi đứng ở trên lưng man thú, khoảng cách xa, chỉ là sử dụng các loại âm thanh công kích tầm xa. Mặc dù biết cường đại, nhưng không có cảm nhận rõ ràng. Mà lúc này cùng ở trên mặt đất, mới biết được, đạt được loại cảnh giới này, là kinh khủng tới mức nào. Trong nháy mắt, Trương Huyền lại cảm thấy một lực lượng cường đại đến cực điểm đập vào mặt, đè ép toàn thân cứng đờ, vận chuyển chân khí cũng có chút tốn sức. Liều mạng, biết cường giả hóa phàm khống chế bốn phía xung quanh, trốn cũng trốn không thoát, hắn nhướng mày, chân khí thiên đạo vận chuyển tới cực hạn, một quyền tiến lên đón đỡ. Thiên đạo quyền, cơ bắp vận chuyển, chân khí từ trên nắm tay phun mạnh ra ngoài, lực lượng khổng lồ vượt quá 6 vạn đỉnh, giống như thú lớn hồng hoang xé ra thiên địa. Cùng nguyên khí trưởng của đối phương va chạm vào nhau. Dưới trùng kích mãnh liệt, Trương Huyền không nhịn được lui về sau hơn 10 bước, sắc mặt nhất thời đỏ lên, thiếu chút nữa phun ra máu tươi. Tuy rằng mấy ngày qua hắn tiến bước rất lớn, lực lượng cũng vượt qua chí tôn đỉnh phong bình thường, nhưng so sánh với hóa phàm chân chính, vẫn chênh lệch hơn quá nhiều. Căn bản không chống đỡ được. Tự nhiên ngăn cản, cũng không tệ lắm, chỉ có điều, ta thật ra muốn xem thử. Ngươi tổng cộng có thể ngăn cản được mấy chiêu. Thấy hắn ngăn cản nguyên khí trưởng, Đinh Hoành cảm thấy có chút kỳ quái. Thảo nào người này ngay cả Lạc Thiên Hồng đường chủ cũng có thể đánh bại. Lực lượng toàn thân quả thật kinh người. Đừng nói chí tôn đỉnh phong, đổi lại thành nửa bước hóa phàm khác, nguyên khí trưởng vừa ra, cũng khẳng định bị đánh thành trọng thương. Hắn tự nhiên chỉ lui lại phía sau mấy bước, lại không có vấn đề gì. Không nói gì khác, chỉ nói mức độ cường đại của thân thể. Lại không thể kém hơn so với mình. Chí tôn nho nhỏ, lại có lực lượng của thân thể có thể so sánh với hóa phàm. Lợi hại. Ầm ầm. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, trên tay hắn lại không có ngừng lại, lại một chưởng đánh xuống. Biết thân thể Trương Huyền có lực lượng cường đại, lần này hắn sử dụng lực lượng lớn hơn nữa. Chưởng ấn còn chưa đến tới trước mặt, lại vẽ ra trên mặt đất một khe rãnh thật sâu. Nguyên khí chưởng, lấy lực lượng hóa phàm cảnh. Khai thông nguyên khí thiên địa hình thành. Chỗ thiếu hụt một, chỉ tu luyện tới cảnh giới tinh thông, không thể vận chuyển như bình thường. Chương 740, ta đây đã đột phá. 2. Trong đầu hiện ra chỗ thiếu hụt trong chiêu võ kỹ này của đối phương. Nguyên khí trưởng, võ kỹ linh cấp hạ phẩm, chiêu số tuy rằng cường đại, nhưng Đinh Hoành chỉ là tu vi hóa phàm sơ kỳ, cho dù tìm hiểu hồi lâu, cũng chỉ lĩnh ngộ được phần da lông, cách hoàn toàn luyện thành, viên mãn như ý. Còn có một mảng lớn. Tu luyện võ kỹ, danh sư Đường cũng định ra đẳng cấp. Theo thứ tự là 5 cấp bậc, nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn như ý. Nhập môn, là chỉ mới vừa lý giải đối với võ kỹ, có thể miễn cưỡng sử dụng ra. Tinh thông, tăng lên một cấp bậc, có thể phát huy ra lực lượng, nhưng ở trên phương diện vận chuyển không được thành thạo. Về phần tiểu thành, coi như là hiểu rất nhiều đối với võ kỹ. Có thể sử dụng trở thành tuyệt chiêu bảo toàn tính mạng. Phải biết rằng phần lớn võ giả cũng chỉ tu luyện võ kỹ tới loại cảnh giới này mà thôi. Về phần đại thành, viên mãn phía sau, không có ở trên một chiêu số, nghiền ngẫm thời gian mấy chục năm, căn bản không có khả năng làm được. Đinh Hoành tuy rằng nhận được nguyên khí trưởng trong thời gian lâu dài, cũng tìm hiểu không dưới mấy chục năm, đáng tiếc thực lực của bản thân hắn không có cách nào nâng cao, lại tự mình lục lọi, lĩnh ngộ có hạn. Mặc dù học lâu như vậy, cũng chỉ đạt được tầng thứ 2 tinh thông mà thôi. Nguyên khí trưởng cảnh giới tinh thông, chỗ thiếu hụt tổng cộng có 17 chỗ. Biết cùng đối phương cứng rắn chống lại, sớm hay muộn cũng sẽ bị đánh chết, lông mày Trương Huyền dướn lên, không nhịn được tìm kiếm lỗ thủng. Hiện tại, hắn không có cách nào cùng hóa phàm chân chính cứng rắn chống lại, chỉ có thể dựa vào tìm kiếm khuyết điểm, mới có khả năng tiến hành phản kích. Tìm được rồi. Ánh mắt hắn lóe lên. Mắt đột nhiên rơi vào một chỗ. Bù! Tìm được chỗ thiếu hụt có thể lợi dụng, hắn hoàn toàn không có chút ngừng lại, dừng bước, thẳng tắp tránh thoát một đòn trực diện của đối phương. Cổ tay hắn lật một cái,
một thanh trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đâm tới chỗ thiếu hụt. Thương pháp thiên đạo, cướp đoạt Lâm gia, nhận được không ít binh khí, đều ném vào trong chiếc nhẫn chữ vật của hắn, đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra. Lúc này vừa lúc phái lên công dụng. Sự thiếu sót này, chính là thời khắc nguyên khí trưởng của Đinh Hoành, lực cũ giảm bớt, lực mới chưa sinh. Trường thương gào thét, đâm nhanh như rồng. Lợi hại, năng lực quan sát của vị trương sư này quả nhiên đáng sợ. Trên lưng man thú, nhìn thấy được một thương này đâm ra, đồng tử Kim Tòng Hải co lại. Bản thân hắn là cường giả hóa phàm cảnh, cũng không tìm được chỗ thiếu hụt của Đinh Hoành. Không nghĩ tới bị Trương Huyền này một chút tìm được, năng lực quan sát mạnh mẽ, có thể nói khủng khiếp. Chỉ có điều, đáng tiếc, lực công kích quá yếu, cho dù tăng thêm thương pháp, cũng vô dụng. Sau khi hết khiếp sợ, hắn không nhịn được lắc đầu. Vô dụng. Công tử, nghi ngờ. Nếu tìm được chỗ sơ hở, vì sao vô dụng? Đúng vậy. Chắp hai tay ở sau lưng, ánh mắt Kim Tòng Hải giống như hồ nước sâu. Hóa phàm cảnh, không đơn giản giống như tưởng tượng vậy. Ong. Không biết lời hai người nói chuyện, thương pháp thiên đạo, giống như độc long chui tới, đâm thẳng tắp vào chỗ thiếu hút. Hừ. Đồng tử Đinh Hoành co lại, liền vội vàng lui về phía sau một bước, toàn thân đồng thời chấn động. Ầm. Không khí xung quanh giống như là lập tức ngưng động, trường thương nhanh giống như tia chớp, tiến vào nơi đây, giống như tiến vào đầm lầy, tốc độ trong nháy mắt giảm bớt. Vù. Sau một khắc, mũi thương bị Đinh Hoành nắm ở trong lòng bàn tay, giống như là một con giun muốn chạy trốn lại không thể tránh được. Răng rắc. Chân khí thoáng động, trường thương binh khí quỷ cấp, trong nháy mắt bị chấn động gãy thành từng đoạn. Ngực có phần khó chịu, Trương Huyền lại lui về sau vài chục bước, sắc mặt giống như tờ giấy trắng. Đáng giận. Hắn nhất thời siết chặt nắm đấm. Không nghĩ tới tìm ra được chỗ thiếu hụt, đồng thời đâm chúng, cũng không có cách nào tổn thương được đối phương chút nào. Hóa phàm cảnh quả nhiên cường đại đáng sợ, cảnh giới chí tôn căn bản không có thể chiến thắng. Nhanh như vậy đã tìm ra chỗ thiếu hụt trong chiêu số của ta, còn tiến hành lợi dụng, quả thật không tầm thường. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Đinh Hoành nhìn qua. Một chí tôn, nhanh như vậy tìm ra chỗ thiếu hụt của cường giả hóa phàm hắn. Năng lực quan sát quả thật rất mạnh, nếu không thực lực của hắn đã đạt được hóa phàm, vừa rồi sợ rằng đã bị thương. Chỉ có điều, thực lực ngươi quá yếu. Nếu có lực lượng nửa bước hóa phàm, có thể vừa rồi ta đã bị thương. Đáng tiếc, chí tôn đỉnh phong, còn kém quá xa. Cho dù biết chỗ thiếu hụt, nhưng, lại làm khó dễ được ta sao? Đinh Hoành lạnh lùng cười. Để tỏ lòng tôn kính đối với ngươi, ta sẽ dùng toàn lực giết ngươi. Ngươi nói đúng. Đối mặt với uy hiếp của đối phương, mặt Trương Huyền không đổi sắc, trái lại gật đầu. Lực công kích của ta quả thật quá kém. Chí tôn đỉnh phong quả thật không có cách nào tổn thương được ngươi. Nếu ngươi nói nửa bước hóa phàm có thể thành công, vậy. Ta đột phá. Vừa nói kết thúc, Trương Huyền lật cổ tay một cái, ném một thứ có hình dạng như hạt sen vào trong miệng. Ầm ầm. Trong phút chốc, toàn thân hắn giống như là dầu hỏa được châm lửa, trong nháy mắt thiêu đốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 740.